Số 586, Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Hán dịch Đời Giáo Tần, Tam Tạp Pháp Sư Cơ Ma La Thập, Người Nước Quy Tư, Quyển 1, Phẩm 1, Tựa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Trúc Đà thuộc thành Xá Vệ, cùng với 64.000 vị đại tỳ kheo hội đủ, 72.000 vị đại Bồ Tát. Hết thảy mọi người đều biết đến, tất cả đã chứng được Đà La Ni, đặc biệt tài vô ngại và các pháp ta muội. Đối với tất cả các thần thông đều được tự tại, có khả năng hiểu rõ về thật tánh của các pháp, đã đến quả vị pháp nhẫn vô sinh. Tên các vị ấy là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử Bảo Thủ, Pháp Vương Tử Bảo Tích, Pháp Vương Tử Bảo Ấn Thủ, Pháp Vương Tử Bảo Đức, Pháp Vương Tử Hư Không Tạng, Pháp Vương Tử Phát Tâm Chuyển Pháp Luân, Pháp Vương Tử Võng Minh, Pháp Vương Tử Chướng Chư Phiền Não, Pháp Vương Tử Năng Xả Nhất Thiết Pháp, Pháp Vương Tử Đức Tạng, Pháp Vương Tử Hoa Nghiêm, Pháp Vương Tử Sư Tử, Pháp Vương Tử Nguyệt Quang, Pháp Vương Tử Tôn Ý, Pháp Vương Tử Thiện Trang Nghiêm. Cùng với 16 vị hiền sĩ thuộc nhóm Bạc Đà Đà La, Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Tinh Đức, Bồ Tát Đế Thiên, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, Bồ Tát Đại Ý, Bồ Tát Thù Thắng Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Thiện Phát Ý, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Bất Hư Tức, Bồ Tát Bất Thiểu Ý, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Trì Địa. Đại thể là gồm 72.000 vị Bồ Tát như thế. Cùng với chư vị Tứ Thiên Vương, Thất Đại Hoằng Nhân, chư thiên các cõi trời đảo lợi, trời Dạ Ma, trời Đấu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Thọ Hóa Tự Tại, các vị Phạm Vương, Phạm Thiên và cùng với vô lượng chư thiên, tám bộ chúng, rồng, quỷ thần, Dạ Xoa, Cả Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và phi nhân đều cùng đến Pháp hội. Bây giờ Đức Thế Tôn có đại chúng cung kính vây quanh, vì họ mà thuyết pháp. Khi ấy Bồ Tát Võng Minh liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, gối bên phải chạm sắt đất, đầu mặt đảnh lễ ngang chân Phật, chắp tay hướng về Đức Phật, làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Thay mặt đại chúng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con muốn thỉnh vấn Đức Phật đôi điều, nếu Đức Phật cho phép thì con mới dám thưa. Phật bảo Bồ Tát Võng Minh: Cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà nêu giảng, khiến được như ý, ông cứ thưa hỏi. Khi ấy Bồ Tát Võng Minh được Phật cho phép, tâm rất vui mừng liền thưa: Bạch Thế Tôn, thân tướng của Như Lai siêu việt hơn cả 100.000 vạn ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Con tự suy nghĩ, nếu chúng sinh nào có thể thấy được thân Phật thì thật là hy hữu. Con lại suy nghĩ, nếu các chúng sinh nào có thể thấy được thân Phật thì đều là nhờ diệu lực từ Như Lai. Phật bảo Bồ Tát Võng Minh: Đúng vậy, đúng vậy. Như lời ông đã nói, nếu không có sự gia hộ từ oai lực của Phật, thì chúng sinh không thể thấy thân Phật, cũng không thể thưa hỏi được. Bồ Tát Võng Minh nên biết, Như Lai có hào quang tên Tịch Trang Nghiêm. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thấy thân Phật mà nhãn căn không bị hư hoại. Như Lai lại có hào quang tên Vô Ý Biện. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai với biện tài vô tận. Như Lai lại có hào quang tên Tập Chư Thiện Căn. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về nhân duyên hành nghiệp của chuyển Luân Thánh Vương. Như Lai lại có hào quang tên Tịnh Trang Nghiêm. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về nhân duyên hành nghiệp của Thiên Đế Thích. Như Lai lại có hào quang tên Đắc Tự Tại. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về nhân duyên hành nghiệp của Phạm Thiên Vương. Như Lai lại có hào quang tên Ly Phiền Não. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về đạo quả theo nẻo hành hóa của Thừa Thanh Văn. Như Lai lại có hào quang tên Thiện Viễn Ly. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về đạo quả trong nẻo hành hóa của Bích Chi Phật. Như Lai lại có hào quang tên Ít Nhất Thiết Trí. Nếu chúng sinh nào gặp được hào quang này, thì có thể thưa hỏi Như Lai về Phật sự của Đại Thừa. Như Lai lại có hào quang tên Vạn Ích. Khi Đức Phật bước đi thì dưới bàn chân phóng ra hào quang. Chúng sinh nào gặp được hào quang này thì sau khi chết sẽ sinh lên cõi trời. Như Lai lại có hào quang tên Nhất Thiết Trang Nghiêm. Nếu Đức Phật đi vào thành thì phóng ra hào quang này. Chúng sinh nào gặp được sẽ có niềm hoan hỷ, đầy đủ tất cả đồ trang sức để trang nghiêm thành của mình, kho báu ở trong thành từ dưới đất vọt lên. Như Lai lại có hào quang tên là Chấn Động. Đức Phật dùng hào quang này có thể làm chuyển động cả vô lượng vô biên thế giới. Như Lai là có hào quang tên là Sinh Lạc.
Đức Phật dùng hào quang này để có thể diệt trừ những khổ não của chúng sinh ở địa ngục. Như Lai là có hào quang tên là Thường Từ. Đức Phật dùng hào quang này để có thể khiến cho loài súc sinh không còn bức hại nhau. Như Lai là có hào quang tên là Lương Lạc. Đức Phật dùng hào quang này để có thể diệt trừ sự nóng bức đói khát của loài ngạ quỷ. Như Lai lại có hào quang tên là Minh Tịnh. Đức Phật dùng hào quang này làm cho người mù được nhìn thấy. Như Lai lại có hào quang tên là Thông Thính. Đức Phật dùng hào quang này để có thể khiến cho những chúng sinh bị điếc nghe được. Như Lai lại có hào quang tên là Tàm Quý. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh bị cuồng điên được tỉnh táo. Như Lai lại có hào quang tên là Chỉ Túc. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh sợ bỏ 10 đường ác, an trụ trong 10 đường thiện. Như Lai lại có hào quang tên là Ly Ác. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh theo tà kiến đều đạt được chánh kiến. Như Lai lại có hào quang tên là Năng Xả. Đức Phật dùng hào quang này có thể phá diệt tâm tham lam kiêu kiệt của chúng sinh, khiến họ thực hành bố thí. Như Lai lại có hào quang tên Vô Não Nhiệt. Đức Phật dùng hào quang này để có thể khiến cho những chúng sinh phá giới đều thực hiện trì giới. Như Lai lại có hào quang tên là An Lợi. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh sân hận đều thực hành nhẫn nhục. Như Lai lại có hào quang tên là Cần Tu. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh lười biếng đều thực hành tinh tấn. Như Lai lại có hào quang tên là Nhất Tâm. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh vọng niệm đều được thiền định. Như Lai lại có hào quang tên là Năng Giải. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh ngu si đều được trí tuệ. Như Lai lại có hào quang tên là Thanh Tịnh. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh không có lòng tin đều được lòng tin thanh tịnh. Như Lai lại có hào quang tên là Năng Trì. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh ít hiểu biết đều đạt được hiểu biết rộng khắp. Như Lai lại có hào quang tên là Oai Nghi. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh không biết hổ thẹn đều được sự hổ thẹn. Như Lai lại có hào quang tên là An Ẩn. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh nhiều tham dục đoạn trừ dâm dục. Như Lai lại có hào quang tên là Hoan Hỷ. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho những chúng sinh nhiều giận hờn đoạn trừ sân hận. Như Lai lại có hào quang tên là Chiếu Minh. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh nhiều ngu si đoạn trừ ngu si. Như Lai lại có hào quang tên là Biến Hành. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh còn phân biệt, diệt trừ mọi sự phân biệt. Như Lai lại có hào quang tên là Thị Nhất Thiết Sắc. Đức Phật dùng hào quang này có thể khiến cho chúng sinh đều thấy được thân tướng của Phật với vô lượng hình sắc. Bồ Tát Võng Minh nên biết, nếu Như Lai dùng một kiếp hay ít hơn một kiếp để nói về danh hiệu của lực, về danh hiệu và lực dụng của những hào quang này thì cũng không thể nói hết được. Bây giờ Bồ Tát Võng Minh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là việc chưa từng có, thân của Như Lai chính là kho tàng hào quang vô lượng vô biên, phương tiện thuyết pháp cũng không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con từ xưa đến nay chưa từng được nghe danh hiệu của những hào quang ấy. Nhưng con hiểu lời về lời thuyết giảng của Phật, nếu Bồ Tát nào nghe được danh hiệu của những hào quang này mà có lòng tin thanh tịnh thì đạt được thần hào quang như vậy. Bạch Thế Tôn, hôm nay kính xin Đức Thế Tôn phóng ra hào quang, hiện bày sự thưa thỉnh của các Bồ Tát, khiến cho những vị Bồ Tát ở các phương khác là những người hay vấn nạn thấy được hào quang ấy rồi, liền phát tâm đi đến thế giới Ta Bà này. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhận lời cầu thỉnh của Bồ Tát bảo Bồ Tát Võng Minh liền phóng hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới này và tỏa rộng đến vô lượng cõi Phật trong 10 phương. Vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát ở các phương thấy được hào quang ấy đều lần lượt đi đến thế giới Ta Bà này. Khi đó, về phương Đông, trải qua 70 hằng hà xa cõi Phật, có cõi nước tên Thanh Khiết, Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Quang, Như Lai ứng cúng trên biến tri hiện đang trụ thế. Ở cõi Phật ấy có vị Phạm Thiên Bồ Tát tên là Tư Ích. Trụ nơi quả vị không thoái chuyển, thấy hào quang này rồi, bèn đi đến chỗ Đức Phật Nhật Nguyệt Quang, cung kính đảnh lễ Đức Phật và thương: Bạch Thế Tôn, con muốn đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà để được chiêm ngưỡng cúng dường, gần gũi và lãnh thọ giáo pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng muốn gặp chúng con. Đức Phật Nhật Nguyệt Quang bảo: Này Phạm Thiên, ông nên đi đến thế giới ấy. Nay thật là đúng lúc.
Ở thế giới Ta Bà kia có ngàn ức vị Bồ Tát đã phân tập tới. Ông nên dùng pháp 10 pháp này để đi đến thế giới kia. Những gì là 10? 1. Đối với sự khen chê tâm không thêm bớt. 2. Nghe điều thiện ác tâm không phân biệt. 3. Đối với những bậc trí kẻ ngu đều dùng tâm bi. 4. Đối với những loài súc sinh bậc cao thấp vừa thì tâm ý luôn bình đẳng. 5. Đối với sự khinh khi cúng dường thì tâm chẳng có hai. 6. Đối với người sai phạm, chớ xét tìm lỗi lầm của họ. 7. Thế nhiều loại thừa đều là một thừa. 8. Nghe bài đường ác cũng đừng sợ hãi. 9. Đối với các bậc Bồ Tát sinh tưởng là Như Lai. 10. Đức Phật xuất hiện trong đời đủ năm thứ ô trượt thì sinh tưởng là việc ít có. Này Phạm Thiên, ông nên dùng 10 pháp ấy để đi đến cõi kia. Phạm Thiên thứ ích thưa Phật Nhật Nguyệt Quang. Bạch Thế Tôn, con không dám ở trước Đức Như Lai gầm lên tiếng sư tử. Năng lực hành hóa của con thì Đức Phật đã nhận biết. Nay con sẽ dùng 10 pháp này để đi đến cõi kia, dốc lòng tu tập. Bây giờ ở cõi nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Quang có những Bồ Tát Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con được lợi ích lớn vì đã không sinh vào trong thế giới có những chúng sinh xấu ác như vậy. Đức Phật Nhật Nguyệt Quang bảo, này các tỳ nam, cho nên nói như vậy. Vì sao? Nếu Bồ Tát ở cõi nước này tịnh tu phạm hạnh trong 100.000 vạn ức kiếp cũng không bằng ở cõi kia. Từ sáng đến trưa không có tâm sân hận làm chướng ngại, phước đức ấy còn hơn. Tức thì có 1.200.000 Bồ Tát cùng Phạm Thiên Tư Ích Bạch Phật. Chúng con cũng muốn dùng 10 pháp này để đi đến cõi kia để gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy Phạm Thiên Tư Ích cùng với 1.200.000 Bồ Tát bỗng biến mất ở cõi nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Quang và nhanh như khoảng thời gian. Tráng sĩ co duỗi cánh tay đã đến thế giới Ta Bà, chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tờ tượng nghiêm chỉnh đứng sang một bên. Bây giờ Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Võng Minh, ông có thấy Phạm Thiên Tư Ích kia chăng? Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo, Bồ Tát Võng Minh nên biết, Phạm Thiên Tư Ích là vị đứng đầu trong các hàng Bồ Tát thưa hỏi chính đáng, nơi hàng Bồ Tát khéo phân biệt các pháp, hàng Bồ Tát thuận theo ý nghĩa của kinh, hàng Bồ Tát có tâm từ, hàng Bồ Tát có tâm bi, hàng Bồ Tát có tâm hỷ, hàng Bồ Tát có tâm xả, hàng Bồ Tát nói lời dịu dàng, hàng Bồ Tát không sân hận, hàng Bồ Tát luôn quan tâm thăm hỏi, hàng Bồ Tát dứt mọi nghi ngờ. Bây giờ Phạm Thiên Tư Ích cùng với 1.200.000 Bồ Tát cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, đi quanh chỗ Phật theo phía bên phải ba vòng, chắp tay hướng về Đức Phật dùng kệ tán thán. Thế Tôn danh xưng lớn, rộng nghe khắp 10 phương, nơi chốn của Như Lai, mọi người luôn xưng tán, có các nước tịnh khác, không tên ba đường ác, bỏ cõi diệu như vậy, từ bi nên sinh đây. Trí Phật không giảm ít, cùng với chư Như Lai, dùng bản nguyện đại bi, trụ cõi uế trượt này. Nếu người ở cõi tịnh, trì giới trọn một kiếp, cõi này trong sát na, hành từ là tối thắng. Nếu người ở cõi này, thân khẩu ý tạo tội, đáng đọa ba đường ác, hiện đời được dứt trừ. Bồ Tát sinh cõi này, chẳng nên khỏi lo sợ vì có tội đường ác, đau khổ liền được dứt. Chứ Bồ Tát cõi này, nếu hay giữ gìn pháp, đời đời sinh nơi nào, đều không mất chánh niệm. Người muốn dứt trói buộc, diệt tội nghiệp phiền não, ở cõi này giữ pháp, tăng trưởng nhất thiết trí. Cõi tịnh hơn ức kiếp, thọ trì pháp giải thoát. Ở cõi Ta Bà này, từ sáng đến giờ trưa, con thấy nước hỷ lạc và thấy cõi an lạc. Trong đấy không khổ não, cũng không tên khổ não. Ở đó tạo công đức chưa đủ cho là lạ, ở chốn phiền não này, hay những mọi việc khó, dạy người khác pháp ấy. Phước đó là tối thắng, con lệ đấng vô thượng, đã bi cứu các khổ, hay vì chúng sinh ác, thuyết pháp là rất khó. Phật nhóm vô lượng chúng trong thế giới 10 phương. Chư Bồ Tát tiếng tâm, nghe pháp không chán đủ. Phật nhóm 10 phương cõi, chư Bồ Tát tiếng tâm, nghe pháp không chán đủ. Như biển chứa các sông, vì những người như vậy, giảng thuyết rộng Phật đạo, thích phạm tứ thiên vương, chư thiên và rồng thần, vân tập nhằm cầu pháp. Tùy chỗ tinh thuận nêu, tỳ kheo tỳ kheo ni, và thị nam thị nữ, bốn chúng này vân tập, mong được nghe giảng nói. Người ưa thích Phật thừa và duyên giác thanh văn, Phật biết thâm tâm họ, đều vì họ đoạn nghi, Phật chủng không bị mất, tam bảo được lưu truyền,
chính là các Bồ Tát, con và các Pháp Vương. Tên tuổi rộng, truyền rộng khắp, Bồ Tát mười phương nghe, đều cùng vân tập đến, vì nói đạo vô thượng, pháp lớn vô thượng ấy, hai thừa không sánh kịp, xuất tinh của chúng con, hội nhập pháp như vậy. Tuệ không thể nghĩ bàn. Chẳng phải chỗ chúng con, Phật tuy chẳng mệt nhọc, mà con có chỗ thưa, hối lỗi cùng Thế Tôn, xin nói đạo Bồ Đề. Phẩm 2, bốn pháp. Bây giờ, Phạm Thiên Tư Ích nói kệ xong bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tâm kiên cố, không hề mệt mỏi của Bồ Tát? Thế nào là Bồ Tát có lời nói chắc thật không hối tiếc? Thế nào là Bồ Tát làm tăng trưởng các căn lành? Thế nào là Bồ Tát không còn lo sợ, oai nghi chẳng động? Thế nào là Bồ Tát thành tựu pháp thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát khéo biết từ quả vị này đến quả vị khác? Thế nào là Bồ Tát giỏi dùng phương tiện đối với chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát giáo hóa tất cả muôn loài? Thế nào là Bồ Tát đời đời không mất tâm Bồ Đề? Thế nào là Bồ Tát có thể thực hành nhất tâm mà không hề sân tạp? Thế nào là Bồ Tát mong cầu tất cả pháp báu? Thế nào là Bồ Tát khéo ra khỏi tội lỗi của sự hủy hoại giới cấm? Thế nào là Bồ Tát khéo ngăn chặn diệt trừ phiền não? Thế nào là Bồ Tát hoàn toàn hòa nhập vào đại chúng? Thế nào là Bồ Tát biết thực hành pháp thí? Thế nào là Bồ Tát đạt đầy đủ năng lực mà không mất thiện căn? Thế nào là Bồ Tát không do người khác giáo hóa mà tự mình có thể thực hành sáu pháp ba la mật? Thế nào là Bồ Tát có thể chuyển bỏ thiền định để sinh tại cõi dục? Thế nào là Bồ Tát ở trong pháp của Phật đạt được quả vị không thoái chuyển? Thế nào là Bồ Tát không đoạn các chủng tử của Phật? Khi ấy nghe Thế Tôn khen ngợi Phạm Thiên Tư Ích, lành thay, lành thay. Ông đã có thể thưa hỏi Như Lai về những việc như vậy, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Đức Phật bảo Phạm Thiên Tư Ích, Bồ Tát có bốn pháp thực hành để tâm được kiên cố, không hề mệt mỏi. Những gì là bốn? Một, đối với tất cả chúng sinh phát tâm đại bi. Hai, siêng năng không lười biến. Ba, tinh hiểu về sinh tử như mộng, như huyễn. Bốn, hiểu đúng trí tuệ của Phật Bồ Tát có bốn pháp này, thì tâm được kiên cố, không hề mệt mỏi. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành khiến cho lời nói quyết định không hối tiếc. Những gì là bốn? Một, quyết định giảng thuyết các pháp vô ngã. Hai, quyết định giảng thuyết về chỗ ở của chúng sinh là không thể an lạc. Ba, quyết định tán thán đại thừa. Bốn, quyết định giảng thuyết về nghiệp tạo tội, về nghiệp tạo của tội phước không hề mất. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành làm tăng trưởng thiện căn. Những gì là bốn? Một, trì giới. Hai, học rộng. Ba, bố thí. Bốn, xuất gia tu tập. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành sẽ không còn lo sợ, oai nghi luôn đỉnh đạt. Những gì là bốn? Một, bị mất lợi dưỡng. Hai, bị tiếng xấu. Ba, bị hủy nhục tác động. Bốn, bị khổ não dày vò. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành giúp mình thành tựu pháp thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, chỉ dạy người khiến họ tin theo tội phước. Hai, bố thí mà không cầu quả báo. Ba, giữ gìn chánh pháp. Bốn, dùng trí tuệ để giáo hóa người khác. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành thì khéo nhận biết từ quả vị này đến quả vị khác. Những gì là bốn? Một, đã từ lâu xa gieo trồng thiện căn. Hai, xa lìa những lỗi lầm. Ba, khéo biết dùng phương tiện để hồi hướng. Bốn, siêng năng hành hóa tinh tấn. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành thì biết rõ hết thảy các phương tiện. Những gì là bốn? Một, thuận theo tâm ý của chúng sinh. Hai, đối với công đức của người khác phát tâm tùy hỷ. Ba, sám hối để dứt trừ những lỗi lầm. Bốn, khó lòng khuyến thỉnh chư Phật. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành để khéo giáo hóa chúng sinh. Những gì là bốn? Một, thường mong cầu cho chúng sinh được lợi ích an lạc. Hai, từ bỏ sở thích của mình. Ba, tâm hiền hòa, nhẫn nhục. Bốn, dứt trừ kiêu mạn. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có bốn pháp thực hành để đời đời không mất tâm Bồ Đề. Những gì là bốn? Một, thường nhớ nghĩ về chư Phật. Hai, công đức được tạo ra đều nhằm làm tăng trưởng tâm Bồ Đề.
3 thân cận các bậc thiện tri thức, 4 tấn thán pháp đại thừa. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp, có thể thực hành nhất tâm mà không bị xen tạp những gì là 4. 1. Xa lìa tâm của hàng Thanh Văn. 2. Xa lìa tâm của hàng Bích Chi Phật. 3. Cầu pháp không nhàm chán. 4. Đã nghe pháp rồi thì bị người khác mà giảng thuyết. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để cầu đạt tất cả pháp báu, những gì là 4. 1. Ở trong các pháp sinh trưởng là quý báu vì khó đạt được. 2. Ở trong các pháp sinh trưởng về thuốc để trị bệnh cho chúng sinh. 3. Ở trong các pháp sinh trưởng về tài lợi cho không để mất. 4. Ở trong các pháp sinh trưởng về diệt nhầm chất trừ tất cả khổ chứng đạt niết bàn. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để hoàn toàn ra khỏi tội hủy phạm giới cấm. Những gì là 4? 1. Chứng đắc pháp nhẫn vô sinh vì các pháp không đến. 2. Chứng đắc pháp nhẫn vô diệt vì các pháp không đi. 3. Chứng pháp nhẫn nhân duyên vì biết các pháp đều do nhân duyên sinh. 4. Đắc pháp nhẫn vô trụ vì tâm thương tục không khác. Đó là 4. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để khéo ngăn chặn các phiền não. Những gì là 4? 1. Ức niệm chân chánh. 2. Giữ gìn các căn. 3. Đạt được diệu lực của pháp lành. 4. Ở một mình, nơi chốn vắng lặng. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành khéo đi vào nơi đại chúng. Những gì là 4? 1. Cầu pháp không phải cầu hơn thua. 2. Tâm cung kính không kiêu mạn. 3. Chỉ cầu pháp đem lại lợi ích mà không tự phô trương. 4. Chỉ dạy cho người pháp lành mà không mong lợi lạc. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để khéo mở bày pháp thí. Thế nào là 4? 1. Giữ gìn các pháp. 2. Dùng trí tuệ đem lại lợi ích cho mình và người. 3. Thực hành pháp của kẻ thiện. 4. Dạy bảo cho người về chỗ uế tịnh. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để trước hết có được sức mạnh của nhân mà không mất thiện căn. Chẳng gì là 4. 1. Thấy khuyết điểm của người khác mà không cho là lỗi lầm. 2. Đối với người sân giận thường tu tâm từ. 3. Thường thuyết các pháp về nhân duyên. 4. Thường nhớ nghĩ về niệm giác ngộ. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để không cho người khác giáo hóa, mà tự mình có thể tu tập 6 pháp ba la mật. Những gì là 4? 1. Dùng bố thí hướng dẫn người. 2. Không nêu ra tội phá giới của kẻ khác. 3. Khéo biết thâu tóm các pháp để giáo hóa chúng sinh. 4. Hiểu rõ về các pháp sâu xa. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để có thể ra khỏi thiền định, sinh lại cõi dục. Những gì là 4? 1. Tâm hòa nhã. 2. Đạt được các căn lực. 3. Không lìa bỏ tất cả chúng sinh. 4. Khéo tu tập về diệu lực của phương tiện trí tuệ. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để ở trong pháp của chư Phật đạt quả vị không thoái chuyển. Những gì là 4? 1. Thọ nhận vô lượng sinh tử. 2. Cúng dường vô lượng chư Phật. 3. Tu tập vô lượng tâm từ. 4. Tín hiểu về trí tuệ của vô lượng Phật. Này Phạm Thiên, Bồ Tát có 4 pháp thực hành để không đoạn các chủng tử của Phật. Những gì là 4? 1. Sở nguyện không thoái chuyển. 2. Giải thuyết về hạnh bố thí. 3. Luôn tinh tấn. 4. Giúp tâm thực hành Phật đạo. Đó là Bồ Tát có 4 pháp thực hành để không làm mất hạt giống Phật. Khi Đức Phật giảng nói về phẩm 4 pháp này, có 22.000 chư vị hàng trời người để phát tâm Bồ Đề, cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 5.000 người chứng được pháp nhẫn vô sinh, các vị Bồ Tát từ 10 phương đến đầu tung hoa trời, đã cúng dường Phật, vô số các hoa hiện bày đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Phẩm 3 phân biệt. Bây giờ Bồ Tát Vọng Minh hỏi Phạm Thiên Tư Ích, Đức Phật khen ông là người nêu những câu hỏi đúng đắn, đứng đầu trong hàng Bồ Tát. Vậy thế nào chỗ hỏi của Bồ Tát được xem là thưa hỏi đúng đắn? Phạm Thiên nói, này Bồ Tát Vọng Minh, nếu Bồ Tát dùng sự phân biệt về người ta để hỏi thì đó là câu hỏi xa lạc. Phân biệt về pháp để hỏi gọi là hỏi xa lạc. Nếu không dùng sự phân biệt về ta người để hỏi thì gọi là hỏi đúng,
không phân biệt về pháp để hỏi, thì gọi là hỏi đúng. Lại nữa, Bồ Tát Vọng Minh theo chỗ sinh để hỏi thì gọi là hỏi sai. Theo nẻo diệt để hỏi thì gọi là hỏi sai. Dùng nẻo trụ mà hỏi gọi là hỏi sai. Nếu không theo nẻo sinh để hỏi, không theo nẻo diệt để hỏi, không theo nẻo trụ để hỏi thì gọi là hỏi đúng. Lại nữa, Bồ Tát Vọng Minh nếu Bồ Tát vì cấu uế mà gọi là hỏi sai. Vì tịnh để hỏi là hỏi sai. Cho là sinh tử để hỏi là hỏi sai. Cho là ra khỏi sinh tử để hỏi là hỏi sai. Cho là niết bàn để hỏi là hỏi sai. Nếu không vì cấu tịnh để hỏi, không vì sinh tử và ra khỏi sinh tử để hỏi, không cho là niết bàn để hỏi, gọi là hỏi đúng. Vì sao? Vì ở trong quả vị của pháp thì không cấu, không tịnh, không sinh, không tử, không niết bàn. Lại nữa, Bồ Tát Vọng Minh nếu Bồ Tát vì nhận thức để hỏi, vì đoạn trừ để hỏi, vì chứng đắc để hỏi, vì tu tập để hỏi, vì đạt được để hỏi, vì quả vị để hỏi, gọi là hỏi sai. Nếu không nhận thấy, không đoạn, không chứng, không tu, không đắc, không quả để hỏi, gọi là hỏi đúng. Lại nữa, Bồ Tát Vọng Minh là thiện, là chẳng phải thiện để hỏi, gọi là hỏi sai. Là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp có tội, là pháp vô tội, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, là pháp hữu vi, là pháp vô vi. Các pháp đối lập như vậy tùy theo chỗ nương tựa mà hỏi, gọi là hỏi sai. Nếu không thấy có hai, cũng không thấy không hai, để hỏi, gọi là hỏi đúng. Này Bồ Tát, phân biệt về Phật mà hỏi, gọi là hỏi sai. Phân biệt về pháp, phân biệt về tăng, phân biệt về chúng sinh, phân biệt về cõi Phật, phân biệt về các thừa, để hỏi, gọi là hỏi sai. Nếu đối với pháp không cho là một, không cho là khác, mà hỏi gọi là hỏi đúng. Lại nữa, Bồ Tát Vọng Minh, tất cả pháp là đúng, tất cả pháp là sai chăng? Bồ Tát Vọng Minh nói, này Phạm Thiên, thế nào là tất cả pháp là đúng, tất cả pháp là sai? Phạm Thiên đáp, đối với tánh của các pháp là vô tâm, nên tất cả các pháp gọi là đúng. Nếu ở trong vô tâm mà dùng tâm phân biệt để quán xét, thì tất cả các pháp gọi là sai. Tất cả các pháp đều xa lìa tướng, gọi là đúng. Nếu không tin hiểu, thấu đạt về chỗ lìa tướng ấy, tức là phân biệt về các pháp. Nếu phân biệt về các pháp, tức vướng vào tăng thừa mạng, tùy theo chỗ phân biệt đều gọi là xa lạc. Bồ Tát Vọng Minh hỏi, thế nào là tánh đúng của các pháp? Phạm Thiên Tư Ích trả lời, các pháp xa lìa tự tánh, xa rời xa lãnh vực tham dục gọi là tánh đúng đắn. Bồ Tát Vọng Minh hỏi, ít người có thể lãnh hội về tánh đúng như vậy chăng? Phạm Thiên nói, tánh đúng đó thì chẳng một, chẳng nhiều. Này Bồ Tát Vọng Minh, nếu có hàng thiện nam, thiện nữ nào có khả năng nhận biết được tánh đáng của các pháp như thế, nếu đã biết, đang biết hoặc sẽ biết thì người ấy không có pháp để chứng đắc. Hiện tại không có pháp để chứng đắc, vị lai cũng không có pháp để chứng đắc. Vì sao? Vì Phật dạy là không có pháp để thù đắc, tức không phân biệt. Gọi là việc làm đã xong. Nếu người lãnh hội về tánh đúng của các pháp ấy, siêng năng thực hành, tinh tấn, gọi là đúng như lời dạy mà tu tập, không từ quả vị này đến quả vị khác. Nếu không từ quả vị này đến quả vị khác, thì người ấy không ở trong sinh tử, cũng không ở trong niết bàn. Vì sao? Vì chư Phật không thụ đắc trong sinh tử, cũng không thụ đắc trong niết bàn. Bồ Tát Vọng Minh hỏi, Đức Phật không vì vượt qua sinh tử mà giảng nói pháp sao? Phạm Thiên nói, pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy có vượt qua sinh tử chăng? Bồ Tát Vọng Minh trả lời, không. Phạm Thiên Tư Ích nói, do nhân duyên này nên biết Phật chẳng phải khiến cho chúng sinh ra khỏi sinh tử và niết bàn, mà chỉ vì hóa độ người có vọng tưởng phân biệt, chấp vào tướng nhị biên nơi sinh tử và niết bàn. Trong đấy thật sự không có vượt qua sinh tử, đạt đến niết bàn. Vì sao? Vì các pháp bình đẳng, không có đến đi, không ra khỏi sinh tử, không vào niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Phạm Thiên Tư Ích. Lành thay, tánh đúng của các pháp, như lời ông đã nói, khi giả nói tánh của các pháp này, có 2000 tỳ kheo không còn chấp vào, dứt hết các lậu, tâm được giải thoát. Phật bảo Phạm Thiên, Như Lai chẳng ở trong sinh tử, cũng chẳng thủ đắc niết bàn. Như Lai tuy nói về sinh tử, nhưng thật ra không có người đến đi trong sinh tử. Tuy nói về niết bàn,
Nhưng thật không có người thủ đắc Niết Bàn. Nếu có người lãnh hội được pháp môn này, thì người đó chẳng phải là tướng sinh tử, chẳng phải là tướng của Niết Bàn. Bây giờ trong chúng hội có 500 tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy tư Phật. Chúng con dốc sức tu tập về phạm hạnh này thật thấy có diệt độ, mà Đức Thế Tôn nói là không diệt độ, thì làm sao chúng con tu tập để cầu được trí tuệ của Đạo. Khi đó Bồ Tát Phổng Minh bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đối với các pháp sinh khởi kiến chấp, thì người ấy không thấy Phật xuất hiện ở đời. Bạch Thế Tôn, nếu có người quyết định thấy được Niết Bàn, thì người ấy không thoát khỏi sinh tử. Vì sao? Vì Niết Bàn gọi là diệt trừ các tướng sẽ liệt các vọng niệm hỷ luận. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo này ở trong chánh pháp của Phật xuất gia, mà nay rơi vào nẻo tà kiến của ngoại đạo, thấy tướng quyết định của Niết Bàn, ví như từ hạt mè mà có dầu, từ sữa đặc mà có ván sữa. Bạch Thế Tôn, nếu có người ở trong tướng diệt của các pháp mà cầu Niết Bàn, thì con nói hạng người này đều là tăng thượng mạng. Bạch Thế Tôn, người thực hành đúng về đạo thì đối với pháp không giấy khởi sinh, cũng không giấy khởi diệt, không thủ đắc, cũng không chứng quả. Bồ Tát Võng Minh bảo Phạm Thiên, 500 vị tỳ kheo này đã từ chỗ ngồi đứng dậy, ông nên dùng phương tiện để dẫn dắt, khiến họ hòa nhập nơi pháp môn này, có được chỗ tinh hiểu để xa lìa các tà kiến. Phạm Thiên trả lời, thưa đại sĩ, cho dù trải qua hàng hà sa số kiếp cũng không thể ra khỏi pháp môn như thế. Ví như người ngu sợ hư không, liền bỏ hư không mà đi, đến nơi khác cũng không lìa khỏi hư không. Các tỳ kheo này cũng như vậy, tôi đã rời bỏ nhưng chẳng ra khỏi tướng không, không ra khỏi tướng vô tướng, không ra khỏi tướng Bồ Tát. Là như có người mong cầu nắm bắt hư không, rong ruổi khắp nơi, nói ta muốn được hư không. Thì tên người ấy nói về tên gọi của hư không mà không nắm bắt được hư không. Đi trong hư không mà không thấy hư không. Các tỳ kheo này cũng là như vậy, muốn cầu Niết Bàn, thực hành Niết Bàn mà không thể đạt được Niết Bàn. Vì sao? Vì Niết Bàn chỉ có tên gọi, cũng như hư không chỉ có tên gọi, không thể nắm bắt. Bây giờ 500 tỳ kheo lãnh hội pháp ấy, không còn chấp vào các pháp, dứt hết các lậu tâm được giải thoát, đắc quả A-la-hán liền thưa. Bạch Thế Tôn, nếu người ở trong tướng diệt rốt ráo của các pháp mà cầu Niết Bàn, thì đối với người ấy Phật không xuất hiện ở thế gian. Bạch Thế Tôn, chúng con đây chẳng phải là hàng phàm phu, chẳng phải là bậc hữu học, chẳng phải là bậc vô học, chẳng phải ở nơi sinh tử, chẳng phải trụ vào Niết Bàn. Vì sao? Vì Phật xuất hiện ở đời, gọi là xa lìa tất cả vọng niệm hỷ luận. Bây giờ, trưởng lão Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo, này các vị đã được chánh trí tức cho mình, đã được lợi ích chăng? 500 tỳ kheo thưa, thưa trưởng lão Xá Lợi Phất, này chúng con có được các phiền não, nên việc không thể làm mà làm được. Trưởng lão Xá Lợi Phất bảo, sao lại nói thế? Các tỳ kheo thưa, biết rõ về thực tướng của các phiền não, nên gọi là có được các phiền não. Tánh của Niết Bàn là không tạo tác, chúng con đã chứng đắc nên nói không thể làm mà làm được. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói, lành thay, lành thay. Chứ vì hôm nay trụ nơi ruộng phước có thể từ bỏ mọi sự cúng dường. Các tỳ kheo thưa, Thế Tôn là bậc đại sư. Hãy con không thể từ bỏ các sự cúng dường, huống nữa là chúng con. Trưởng lão Xá Lợi Phất bảo, sao lại nói như thế? Các tỳ kheo thưa, Đức Thế Tôn thấy biết về tánh của các pháp là thường thanh tịnh, Phạm Thiên từ ít bạch Thế Tôn, ai có thể thọ nhận sự cúng dường? Phật bảo Phạm Thiên, đó là người không bị pháp thế gian lôi cuốn. Bạch Thế Tôn, ai có thể từ bỏ sự cúng dường? Phật bảo, là người đối với các pháp không còn chấp giữ. Bạch Thế Tôn, ai được xem là phước điện của thế gian? Phật bảo, là người không hủy hoại tánh Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ai là thiện tri thức của chúng sinh? Phật bảo, là người đối với tất cả chúng sinh, không lìa bỏ tâm từ. Bạch Thế Tôn, ai là người biết báo đáp ân Phật? Phật bảo, là người không đoạn chủng tánh của Phật. Bạch Thế Tôn, ai là người có thể cúng dường Phật? Phật bảo, là người có thể thông đạt về lĩnh vực vô sinh. Bạch Thế Tôn, ai là người có thể thân cận Phật? Phật bảo, đó là người cho dù bị mất thân mạng cũng không hủy phạm giới cấm.
Bạch Thế Tôn, ai là người có thể cung kính Phật? Phật bảo, đó là người khéo giữ gìn sáu căn. Bạch Thế Tôn, ai là người gọi là giàu có? Phật bảo, là người thành tựu được bảy thánh đại. Bạch Thế Tôn, ai là người gọi là biết đủ? Phật bảo, là người đạt được trí tuệ xuất thế gian. Bạch Thế Tôn, ai là người được gọi là xa lìa? Phật bảo, là người đối với ba cõi không có sự mong cầu. Bạch Thế Tôn, ai là người được xem là đầy đủ? Phật bảo, là người có thể đoạn trừ tất cả kết xử. Bạch Thế Tôn, ai là người được gọi là an vui? Phật bảo, đó là người không còn tham đắm. Bạch Thế Tôn, ai là người không còn tham đắm? Phật bảo, là người thấy biết rõ về năm ấm. Bạch Thế Tôn, ai là người vượt qua sông ái dục? Phật bảo, là người có thể xả bỏ sáu nhập. Bạch Thế Tôn, ai là người an trú nơi bờ bên kia? Phật bảo, là người có thể biết rõ về các nẻo bình đẳng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể làm vị thế chủ? Phật bảo, Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sinh với tâm của bậc nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể phụng trì giới cấm? Phật bảo, Bồ Tát thường không xả bỏ tâm Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành nhẫn nhục? Phật bảo, Bồ Tát thấy rõ tướng của tâm niệm, niệm chuyển diệt. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành tinh tấn? Phật bảo, là Bồ Tát cầu tâm không thể nắm bắt. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát thực hành thiền định? Phật bảo, Bồ Tát có thể dứt trừ được tướng thô của thân tâm. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành trí tuệ? Phật bảo, Bồ Tát đối với tất cả các pháp không sinh hí luận. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành tâm từ? Phật bảo, Bồ Tát không giấy khởi tưởng và chúng sinh. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành tâm bi? Phật bảo, Bồ Tát không sinh tưởng về pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành tâm hỷ? Phật bảo, Bồ Tát không sinh tưởng về ngã. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành tâm xả? Phật bảo, Bồ Tát không sinh tưởng về ngã sở. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú ở lòng tin? Phật bảo, Bồ Tát tin hiểu về pháp không cấu uế. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú nơi không? Phật bảo, Bồ Tát không bị lệ thuộc vào ngôn từ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có sự xấu hổ? Phật bảo, Bồ Tát biết rõ về các pháp bên trong. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có sự thiện? Phật bảo, Bồ Tát xả bỏ các pháp bên ngoài. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có thể thực hành cùng cấp? Phật bảo, Bồ Tát có thể làm thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Bây giờ, Thế Tôn nói bài kệ, thân tịnh không làm ác, khẩu tịnh nói chân thật, tâm tịnh thường hành từ, là Bồ Tát hành khắp, hành từ không tham chấp, quán bất tịnh không giận, hành xả không si mê, là Bồ Tát hành khắp. Nếu ở chùa vắng vẻ hoặc ở nơi đông người, oai nghi luôn đầy đủ, là Bồ Tát hành khắp. Biết pháp gọi là Phật, biết lìa gọi là pháp, rõ không gọi là tăng, là Bồ Tát hành khắp. Biết chỗ hành nhiều dục, biết chỗ hành sân si, khéo chuyển đổi hành ấy, là Bồ Tát hành khắp. Không nương tựa cõi dục, không trú sắc vô sắc, hành thiền định như vậy, là Bồ Tát hành khắp. Tên hiệu các pháp không, vô tướng và vô tác, mà không dứt các lậu, là Bồ Tát hành khắp. Khi biết thừa thanh văn và thừa bích chi Phật, thông suốt rõ Phật thừa, là Bồ Tát hành khắp. Hiểu rõ trong các pháp, không nghi đạo, phi đạo, yêu ghét tâm không khác, là Bồ Tát hành khắp. Ở trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai, tất cả không phân biệt, là Bồ Tát hành khắp. Bây giờ Phạm Thiên Tư Ích bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát vượt qua pháp thế gian, thông suốt về pháp thế gian, rồi mới độ thoát chúng sinh đối với pháp thế gian mà hành hóa, nhưng không hủy phạm thế, không hủy hoại thế gian. Đức Thế Tôn dùng kệ đáp, nói năm ấm là đời, chỗ nương tựa thế gian, còn lệ thuộc năm ấm chẳng thoát pháp thế gian. Bồ Tát có trí tuệ, biết thật tướng thế gian, ở nơi như ở nơi năm ấm, không nhiễm pháp thế gian, được mất và khen chê, nên hỏi, nêu hỏi và khổ vui. Tám pháp như thế này, thường sinh khởi thế gian. Bồ Tát trí tuệ lớn, diệt trừ pháp thế gian, thấy tướng thế gian diệt. Ở đó tâm không động, được lợi tâm không cao,
mất lợi tâm không thấp, tâm kiên cố không động, ví như núi Tu Chi, được mất mà khen chê. Nêu hỏi và khổ vui, đối với tám pháp ấy, tâm Bồ Đề bình đẳng. Biết thế gian hư vọng, đều do điên đảo sinh, mọi người đều như thế, chẳng hành theo thế gian. Đạo ở nơi thế gian, Bồ Tát đều biết rõ, nên ở trong thế gian, độ chúng sinh khổ não, tuy hành nơi thế gian. Như hoa sen không nhiễm, cũng không hủy hoại đời, vì thấu rõ tánh pháp, thế gian hành thế gian, chẳng biết là thế gian. Bồ Tát hành ở đời, hiểu rõ tướng thế gian. Thế gian tướng hư không cũng không tướng. Bồ Tát biết như vậy, không nhiễm nơi trần thế. Như chỗ biết thế gian, tùy theo đấy dạng nói, biết tánh của thế gian, không hủy hoại thế gian, năm ấm không tự tánh, tức là tánh thế gian. Nếu người không biết vậy, luôn chấp vào thế gian. Nếu thấy biết năm ấm, không sinh cũng không diệt, người ấy hành thế gian, không lệ thuộc thế gian. Phàm phu không biết pháp, ở đời sinh tranh cãi là thật chẳng phải thật. Trú trong hai tướng này, ta chẳng cùng thế gian, sinh khởi việc tranh chấp, thật tướng của thế gian, tất cả đều biết rõ. Chư Phật đã thuyết pháp, thể đều dứt tranh chấp. Pháp thế gian bình đẳng, chẳng thật chẳng hư vọng. Nếu quyết cho pháp thật pháp Phật, có thật có hư vọng, đó tức là tham vướng, không khác gì ngoại đạo. Nay, nghĩa thực các pháp không thật không hư vọng, cho nên ta thường nói pháp xuất thế không hai. Nếu nhận biết thế gian, thực tánh là như vậy, nơi thật nơi hư vọng, không chấp lấy ác kiến, biết thế gian như thế, thanh tịnh như hư không, là bậc đại danh sơn mặt trời so thế gian. Nếu người thấy thế gian như chỗ thấy của ta, tất cả các người ấy được thấy được mười phương Phật. Các pháp từ chuyên sinh, không có tánh cố định. Nếu rõ nhân duyên này, tức đạt thật tánh pháp. Nếu biết thật tướng pháp, đó là biết tướng không. Nếu biết được tướng không, tức biết vị dẫn đường. Nếu có người được nghe tướng thế gian như vậy, tuy hành ở thế gian, mà không vướng thế tục, nương tựa các kiến chấp, không thể thấu việc này, làm sao hành thế gian mà không vướng thế gian. Sau khi Phật diệt độ có người thích pháp này, Phật đối với người ấy thường thể hiện pháp thân. Người hiểu rõ như thế, tức giữ gìn pháp ta, cũng là cúng dường ta, cũng là thầy thế gian. Người nghe trong chốc lát, tánh thế gian như thế, người này trọn không bị ma ác sai khiến được. Nếu rõ được nghĩa ấy là bậc trí tuệ lớn, thế chủ của pháp tài, cũng đầy đủ giới cấm. Nếu biết đời như vậy, sức nhẫn nhục mạnh mẽ, đầy đủ các thiền định, thông suốt mọi trí tuệ, được nghe các pháp này, nơi đó tất có Phật, các Bồ Tát như thế, không lâu ngồi đạo tràng. Nếu có nhiều ưa thích pháp thế gian như thế, hàng phục các thứ ma, mau chứng đạo vô thượng. Phẩm 4. Hiểu rõ các pháp phần 1. Phật lại bảo Phạm Thiên Tư Ích, Như Lai vượt khỏi thế gian, cũng giảng thuyết về khổ tập diệt đạo của thế gian. Này Phạm Thiên, năm ấm gọi là khổ của thế gian, tham đắm vào năm ấm gọi là tập của thế gian, năm ấm diệt gọi là diệt của thế gian. Dùng pháp không hai để cầu đạt về năm ấm gọi là diệt đạo của thế gian. Này Phạm Thiên, nói về năm ấm chỉ là ngôn từ, ở trong đó nhờ lấy tướng phân biệt sinh kiến chấp gọi là khổ của thế gian. Không xả bỏ kiến chấp ấy gọi là tập của thế gian, thấy được tự tướng của kiến chấp ấy gọi là diệt của thế gian. Tùy theo chỗ dùng con đường nào, mà không giữ lấy kiến chấp ấy gọi là diệt đạo của thế gian. Này Phạm Thiên, do nhân duyên này, nên ta đã từng vì hàng tiên nhân ngoại đạo mà giảng thuyết. Này tiên nhân, trong thân của ông, ta đã nói có đủ khổ tập diệt đạo của thế gian. Khi ấy Phạm Thiên Tư Ích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bốn thánh đế đã giảng nói những gì là thánh đế đích thật. Này Phạm Thiên, khổ chẳng gọi là thánh đế. Khổ tập chẳng gọi là thánh đế, khổ diệt chẳng gọi là thánh đế, khổ diệt đạo chẳng gọi là thánh đế. Vì sao? Vì nếu khổ là thánh đế thì tất cả những loài súc sinh như bò, lừa đều phải có khổ thánh đế. Nếu tập là thánh đế thì tất cả chúng sinh được sinh ra ở chỗ nào đều phải có tập thánh đế. Vì sao? Vì do tập cho nên sinh ra trong các đường. Nếu khổ diệt là thánh đế thì quan sát diệt
Nói về đoạn diệt đều phải có diệt thánh đế. Nếu đạo là thánh đế thì dựa vào tất cả pháp hữu vi đều phải có đạo thánh đế. Này Phạm Thiên, do nhân duyên này, ông nên biết thánh đế chẳng phải là khổ tập diệt đạo, gọi thánh đế là nhận biết về khổ không sinh, đó là khổ thánh đế. Biết về tập không hòa hợp, đó là tập thánh đế. Ở trong pháp diệt hoàn toàn, nhận biết là không sinh, không diệt, đó là diệt thánh đế. Đối với tất cả các pháp đều bình đẳng, dùng pháp không hai mà chứng đắc đạo, đó là đạo thánh đế. Này Phạm Thiên, thánh đế đích thực là không hư vọng, không vọng chấp vào ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng, chấp vào sự nuôi dưỡng, chấp có, chấp không, chấp sinh, chấp diệt, chấp sinh tử, chấp niết bàn. Này Phạm Thiên, nếu hành giả cho rằng ta thấy biết về khổ là hư vọng, ta đoạn được tập là hư vọng, ta chứng được diệt là hư vọng, ta tu được đạo là hư vọng. Vì sao? Vì người ấy đã bỏ mất sự hộ niệm của chư Phật, gọi đó là, do đó gọi là hư vọng. Thế nào là được chư Phật hộ niệm? Đó là không nhớ nghĩ về tất cả các pháp. Nếu hành giả trụ trong niệm ấy thì không trụ trong tất cả tướng. Nếu không trụ trong tất cả tướng thì trụ nơi thực tế. Nếu trụ nơi thực tế gọi là chẳng trụ nơi tâm. Nếu chẳng trụ nơi tâm ấy gọi là người nói lời chân thật, chẳng phải là nói dối vọng. Này Phạm Thiên, như vậy ông nên biết nếu chẳng phải là Phật, chẳng phải là hư vọng thì gọi là thánh đế. Này Phạm Thiên, thật là hoàn toàn chân thật. Nếu có Phật hay không có Phật thì pháp tánh vẫn thường trụ, nghĩa là tánh của sinh tử, tánh của niết bàn thường chân thật. Vì sao? Vì chẳng phải lìa sinh tử mà đạt được niết bàn nên gọi là thánh đế. Nếu người chứng đạt bốn thánh đế như vậy thì gọi là lời nói chân thật của thế gian. Này Phạm Thiên, ở đời vị lai có tỳ kheo không tu thân, giới, tâm, trí tuệ, người ấy nói tướng sinh tử là khổ đế, các duyên hòa hợp là tập đế, nói pháp diệt là diệt đế, dùng hai pháp để cầu tướng là đạo đế. Cho đó là Phật nói, thì Như Lai bảo rằng, đó là kẻ ngu si, thuộc bài đảng của ngoại đạo. Như Lai chẳng phải là thầy của người ấy chẳng phải là đệ tử của ta, đã nói vào tà đạo bởi mất chánh pháp, nên nói là hữu đế. Này Phạm Thiên, ông xem, khi ta an tọa nơi đạo tràng, không chứng đắc một pháp nào là thật hay hư vọng. Nếu ta không chứng đắc pháp thì có pháp nào để ở trong chúng hội có thể đem ra luận bàn, thuyết giảng giáo hóa chăng? Phạm Thiên thưa, bạch Thế Tôn không. Này Phạm Thiên, vì các pháp không thủ đắc, nên các pháp lìa tự tánh, và sự giác ngộ của Như Lai là tướng không tam ái. Bây giờ Phạm Thiên tự ích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Như Lai đối với pháp không thủ đắc, thì có lợi ích gì để nói Như Lai đã chứng đắc Bồ Đề, gọi là Phật? Phật bảo này Phạm Thiên, ý ông nghĩ sao? Về chỗ thuyết pháp của Như Lai, hoặc hữu vi hoặc vô vi, pháp ấy là chân thật hay là hư vọng? Phạm Thiên thưa, pháp ấy là hư vọng, chẳng phải là thật. Phật bảo này Phạm Thiên, ý ông nghĩ sao? Nếu pháp là hư vọng, không thật thì pháp đó là có hay là không? Phạm Thiên thưa, bạch Thế Tôn, nếu pháp là hư vọng thì pháp đó chẳng nên nói là có, cũng chẳng nên nói là không. Phật hỏi, này Phạm Thiên, ý ông nghĩ sao? Nếu pháp chẳng phải là có, chẳng phải là không, thì pháp ấy có thể chứng đắc chăng? Phạm Thiên đáp, không có người chứng đắc. Phật bảo, này Phạm Thiên, khi Như Lai an tọa nơi đạo tràng, chỉ chứng đắc tánh không một cách trọn vẹn của phiền não, phát khởi từ điên đảo hư vọng. Dù vô sở đắc để chứng đắc, do vô sở tri cho nên nhận biết. Vì sao? Vì pháp của ta chứng đắc không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, không thể hiểu, không thể giữ lấy, không thể chấp trước, không thể nêu bày, không thể vấn nạn, vượt quá tất cả pháp tướng, không ngôn ngữ, không lời nói, không văn tự, cũng không có đạo để thuyết giảng. Này Phạm Thiên, pháp ấy chứ như Phật, cũng như hư không. Ông muốn ở nơi pháp như thế mà đạt được lợi ích chăng? Phạm Thiên nói, thưa không. Bạch Thế Tôn, chư Phật Như Lai thật là hy hữu, đã thành tựu pháp chưa từng có, hội nhập sâu xa nơi đại từ đại bi, chứng được pháp với tướng tịch diệt như vậy, rồi dùng văn tự ngôn ngữ dạy bảo cho người khác chứng đắc. Bạch Thế Tôn, nếu có người nghe pháp này mà có thể tin hiểu, nên biết người ấy không phải từ nơi có đức kém cõi mà đến,
Bạch Thế Tôn, pháp ấy đối với tất cả thế gian đều là khó tin. Vì sao? Vì thế gian chấp vào thật có, mà pháp ấy thì không thật, không giả dối. Thế gian tham chấp, mà pháp ấy thì không phải pháp, cũng không phải phi pháp. Thế gian chấp vào niết bàn, mà pháp ấy thì không sinh tử, không niết bàn. Thế gian chấp vào pháp thiện, mà pháp ấy thì không thiện, cũng không phi thiện. Thế gian tham chấp vào pháp vui, mà pháp ấy thì không khổ, không vui. Thế gian tham chấp vào Phật xuất hiện ở đời, mà pháp ấy thì không có Phật ra đời, cũng không có niết bàn. Tuy có thuyết pháp, mà pháp ấy không có tướng để thuyết giảng. Tuy có tán thán chỗ nói về tăng, mà tăng tức là vô vi. Vì thế, pháp ấy đối với tất cả thế gian là khó tin nhận. Ví như trong nước hiện ra lửa, trong lửa hiện ra nước khó có thể tin được. Như vậy trong phiền não có bồ đề, trong bồ đề có phiền não cũng là khó tin. Vì sao? Vì Như Lai đã đạt được tánh của phiền não hư vọng ấy, nên không có pháp nào là không chứng đắc. Pháp để thuyết giảng cũng không có hình tướng, tuy có chỗ nhận biết cũng không phân biệt, tuy chứng đắc niết bàn mà cũng không diệt độ. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam, thiện nữ nào có thể tin hiểu về nghĩa lý của pháp này, thì nên biết người ấy đã thoát khỏi các thứ kiến chấp, nên biết người ấy đã gần gũi với vô lượng chư Phật, nên biết người ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên biết người ấy đã được sự hộ niệm của bậc thiện tri thức, nên biết người ấy ý chí rộng lớn, nên biết người ấy thiện căn sâu dày, nên biết người ấy đã giữ gìn tạng pháp của chư Phật, nên biết người ấy khéo tư duy để phát khởi nghiệp thiện, nên biết người ấy thuộc chủng tánh tôn quý sinh vào nhà của Như Lai, nên biết người ấy thực hành đại xả, xả bỏ các thứ phiền não, nên biết người ấy đạt được diệu lực của việc trì giới, chẳng phải là sức mạnh của phiền não. Nên biết người ấy đạt được diệu lực của nhẫn nhục, chẳng phải là sức mạnh của hủy hoại sân giận. Nên biết người ấy đạt được diệu lực của tinh tấn, không còn biến nhát. Nên biết người ấy đạt được diệu lực của thiền định, dứt trừ các tâm xấu ác. Nên biết người ấy đạt được sự diệu lực của trí tuệ, xa lìa mọi thứ tà kiến ác kiến. Nên biết người ấy không còn bị tất cả ma ác quấy nhiễu. Nên biết người ấy không bị tất cả giặc oán phá hoại. Nên biết người ấy không chúa gạt thế gian. Nên biết người ấy là người nói lời chân thật, khéo thuyết giảng về tướng của các pháp. Nên biết người ấy là người nói lời chắc thật, khéo nêu giảng về đệ nhất nghĩa. Nên biết người ấy luôn được chư Phật hộ niệm. Nên biết người ấy luôn dịu dàng, hòa nhã, thể hiện mọi sự an lạc. Nên biết người ấy gọi là bậc giàu sang, có đủ thánh tài. Nên biết người ấy thường hay tri túc, thực hành để phát huy chủng tánh của Phật. Nên biết người ấy dễ được đầy đủ, dễ nuôi dưỡng vì liềm mọi tham chấp. Nên biết người ấy tâm được an ổn đến bờ bên kia. Nên biết người ấy đã hóa độ người chưa được hóa độ. Nên biết người ấy đã giảng giải cho người chưa hiểu biết. Nên biết người ấy tạo mọi an lạc cho người chưa được an lạc. Nên biết người ấy đã đem pháp tịch diệt cho dạy cho người chưa tịch diệt. Nên biết người ấy có thể chỉ bày chánh đạo. Nên biết người ấy có thể thuyết giảng về pháp giải thoát. Nên biết người ấy là bậc đại y vương, biết rõ tất cả các loại thuốc. Nên biết người ấy giống như phương thuốc hay, giỏi điều trị các bệnh tật. Nên biết người ấy có trí tuệ vững chắc. Nên biết người ấy có diệu lực hoàn toàn kiên cố. Nên biết người ấy có sức mạnh của tinh tấn, không tùy thuộc nói nơi lời chỉ dẫn của người khác. Nên biết người ấy giống như sư tử, không hề sợ hãi. Nên biết người ấy giống như voi chúa, tâm được điều phục. Nên biết người ấy như voi từng trải, tâm đã tùy thuận. Nên biết người ấy như bò chúa, có thể dẫn dắt đàn bò của mình. Nên biết người ấy là bậc đạt được sức mạnh lớn, có thể phá trừ ma oán. Nên biết người ấy là bậc đại trượng phu, ở nơi đông đảo không hề sợ hãi. Nên biết người ấy không sợ hoạn nạn vì được pháp vô ý. Nên biết người ấy không còn sợ nguy hiểm, thuyết giảng pháp chân đế. Nên biết người ấy có đủ pháp bạch tịnh như mặt trăng tròn đầy. Nên biết người ấy đạt trí tuệ chiếu sáng như ánh mặt trời. Nên biết người ấy trừ bỏ mọi tối tâm như người cầm đuốc sáng. Nên biết người ấy thích thực hành tâm xả, xa lìa sự yêu ghét. Nên biết người ấy nuôi dưỡng chúng sinh như đại địa. Nên biết người ấy rửa sạch mọi thứ bụi bặm câu ế giống như nước. Nên biết người ấy giống như lửa đốt cháy mọi động niệm. Nên biết người ấy đối với pháp không bị chướng ngại, cũng như gió thổi. Nên biết người ấy tâm không lay động như núi Tu Chi. Nên biết người ấy tâm luôn kiên cố như núi Kim Cang. Nên biết người ấy tranh luận với ngoại đạo không gì có thể làm cho dao động. Nên biết người ấy đối với hàng thanh văn biết chư Phật
đều không thể sánh kịp, nên biết người ấy được nhiều pháp chân thật, giống như biển lớn, nên biết người ấy phiền não không thể hiện bày như Bà Đà La, nên biết người ấy cầu pháp không hề nhàm chán, nên biết người ấy dùng trí tuệ để biết đủ, nên biết người ấy có thể chuyển pháp luân như chuyển luân vương, nên biết người ấy sắc thân tốt đẹp như trời đế thích, nên biết người ấy tâm được tự tại như vua Phạm Thiên, nên biết người ấy tâm âm thanh thuyết pháp như tiếng sấm động, nên biết người ấy rưới pháp cam lộ giống như mô tô, nên biết người ấy có thể tăng trưởng các pháp giác phần căn lực vô lậu, nên biết người ấy vượt qua cõi bùng nho sinh tử, nên biết người ấy đã hội nhập nơi trí tuệ của Phật, nên biết người ấy đã gần với giác ngộ, chủ giác ngộ của Phật, nên biết người ấy có thể học rộng biết nhiều không ai sánh bằng, nên biết người ấy không thể lường tính nhưng đã vượt qua số lượng, nên biết người ấy trí tuệ biện tài không có chướng ngại, nên biết người ấy đạt được sự ước niệm kiên cố được Đà La Ni, nên biết người ấy biết được tâm hành sâu xa của chúng sinh, nên biết người ấy đạt được diệu lực của trí tuệ để quán xét đúng các pháp, thấu đạt nghĩa lý sâu xa, nên biết người ấy luôn chuyên cần tinh tấn đem lại lợi ích an lạc cho thế gian, nên biết người ấy đã vượt khỏi thế gian, nên biết người ấy không hề bị cấu nhiễm như hoa sen, nên biết người ấy không bị pháp thế gian ngăn che, nên biết người ấy luôn được hàng lợi căn ưa thích, nên biết người ấy được bậc học rộng tôn kính, nên biết người ấy luôn được các bậc trí nhớ nghĩ đến, nên biết người ấy được hàng trời người cúng dường, nên biết người ấy được người tọa thiền cung kính đảnh lễ, nên biết người ấy được các bậc hiền thiện quý trọng, nên biết người ấy được hàng thanh văn bích chư Phật hâm mộ, nên biết người ấy không ưa hạnh nhỏ, nên biết người ấy không che giấu tội cũng không phô bày công đức, nên biết người ấy oai nghi luôn đầy đủ, làm cho người khác sinh tâm thanh tịnh, nên biết người ấy sắc thân đoan nghiêm, khiến mọi người đều ưa thích, nên biết người ấy có oai đức lớn được mọi người kính ngưỡng, nên biết người ấy dùng 32 tướng để trang nghiêm thân mình, nên biết người ấy có thể tiếp nối hạt giống Phật, nên biết người ấy có thể hộ trì pháp bảo, nên biết người ấy có thể cúng dường chúng tăng, nên biết người ấy được thấy chư Phật, nên biết người ấy chứng đắc pháp nhẫn, nên biết người ấy do đạt trí tuệ của Phật mà được thọ ký, nên biết người ấy đầy đủ ba nhẫn, nên biết người ấy được an trụ nơi đạo tràng, nên biết người ấy phá trừ được quân ma, nên biết người ấy chứng đắc nhất thiết chủng trí, nên biết người ấy chuyển được pháp luân, nên biết người ấy đã thực hành rất nhiều Phật sự. Nếu người tin hiểu về nghĩa của pháp như vậy thì không sợ, không nghi, không lo, đạt được công đức như thế thì người ấy ở nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật hết sức sâu xa, khó hiểu, khó tin, khó biết, khó hội nhập mà có thể tin tưởng thọ nhận, hành trì độc tụng, lãnh hội thông suốt về người mà giảng thuyết rộng khắp theo đúng như lời nói để tu tập, còn giáo hóa cho người khác tu tập như lời Phật dạy. Đối với người như vậy, Như Lai dùng một kiếp hay ít hơn một kiếp để thuyết giảng về công đức của họ cũng không cùng tận. Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn, Quyển 2, Phẩm 4, Hiểu Rõ Các Pháp Phần 2. Phật bảo Phạm Thiên, làm sao ông có thể nêu bài công đức của người ấy cũng như Như Lai, dùng trí tuệ vô ngại để nhận biết công đức của người ấy có được còn hơn như vậy. Nếu người có thể đối với văn tự, ngôn ngữ, câu chữ của Như Lai đã giảng thuyết mà thông đạt, tùy thuận không trái nghịch, hòa hợp thành một, tùy theo nghĩa lý mà không tùy theo lời lẽ, văn tự để biết rõ về tướng thích ứng của ngôn từ, biết Như Lai dùng ngôn ngữ gì để thuyết pháp, tùy theo nghi thức nào để thuyết pháp, dùng phương tiện gì để thuyết pháp, dùng pháp môn nào để thuyết pháp, dùng tâm đại bi ra sao để thuyết pháp. Này Phạm Thiên, để Bồ Tát có thể biết rõ Như Lai dùng năm lực để thuyết giảng, thì Bồ Tát ấy có thể thực hành các Phật sự. Phạm Thiên thưa, năm lực được Như Lai sử dụng là gì? Đức Phật bảo, 1. Ngôn thuyết, 2. Tùy nghi, 3. Phương tiện, 4. Pháp môn, 5. Đại bi. Đó là năm lực được Như Lai sử dụng mà tất cả hàng thanh văn bích chư Phật không thể đạt tới. Bạch Thế Tôn, đó là ngôn thuyết. Đức Phật bảo, này Phạm Thiên, Như Lai thuyết giảng về pháp quá khứ, pháp hiện tại, pháp vị lai, pháp cấu, pháp tịnh, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp có tội, pháp không có tội, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng, pháp chứng đắc, pháp sinh tử, pháp niết bàn.
Phàm Thi nên biết, đó là những thứ ngôn tuyết giống như lời nói của người huyện hóa không chắc chắn, lời nói trong mộng giả dối, lời nói như tiếng vang từ hư không phát ra, lời nói như ảnh do các duyên hợp thành, lời nói như bóng trong gương, nhân vật không thể vào gương, lời nói như giọt nắng, do nhận thức điên đảo, lời nói như hư không, không sinh diệt, nên biết lời nói ấy là không có đối tượng để nói, tướng của các pháp không thể nêu bày. Này Phạm Thiên, nếu Bồ Tát có thể biết những ngôn thuyết như thế, thì tuy có tất cả ngôn thuyết mà đối với các pháp không tham chấp, do không tham chấp nên được biện tài của Ngài, dùng biện tài của Ngài này mà trải qua hằng hà sa số kiếp thuyết pháp không cùng tận, không ngăn ngại, mọi ngôn thuyết sử dụng không hủy hoại pháp tánh, cũng không vướng chấp nơi pháp tánh. Này Phạm Thiên, đó gọi là ngôn thuyết của Như Lai. Phạm Thiên thưa, Bà Thế Tôn, thế nào là tùy nghi? Đức Phật dạy, Như Lai đối với các pháp cấu thì thuyết giảng về phần tịnh, đối với pháp tịnh thì thuyết giảng về phần cấu. Bồ Tát nên biết Như Lai đã tùy nghi thuyết pháp như vậy. Này Phạm Thiên, thế nào là pháp cấu mà thuyết giảng về phần tịnh? Vì chúng sinh không hiểu được tánh của các pháp là không hề cấu nhiễm. Thế nào là pháp tịnh mà thuyết giảng về phần cấu là giảng về phần tham chấp và pháp tịnh? Này Phạm Thiên, ta nói bố thí tức là niết bàn, hàng phàm phu không trí tuệ, không thể hiểu rõ về chỗ tùy nghi thuyết pháp. Bồ Tát nên suy nghĩ như vậy, bố thí về sau sẽ được phước đức giàu sang, ở trong đó không có pháp để có thể tụ đắc. Vì chúng luôn luôn chuyển biến từ niệm này đến niệm khác, nếu chẳng từ niệm này đến niệm khác, tức là thật tướng của các pháp, thật tướng của các pháp tức là niết bàn, trì giới là niết bàn, vì không tạo tác, không sinh khởi, nhỏ nhục là niết bàn, vì niệm niệm liền diệt, tinh tấn là niết bàn, vì không có đối tượng để chấp giữ, thiền định là niết bàn, vì không tham vướng nơi thiền vị, trí tuệ là niết bàn, vì không chấp tướng, tham dục là thực tế, vì tánh của các pháp là không tham, sân giận là thực tế, vì tánh của các pháp là không sân giận, ngu si là thực tế, vì tánh của các pháp là không si, sinh tử là niết bàn, vì không thoái chuyển, không sinh khởi, niết bàn là sinh tử, vì do có tham chấp. Lời nói thật là hư vọng, vì phát sinh kiến chấp nơi ngôn ngữ. Hư vọng là thật ngữ, vì đó là kẻ tăng thượng mạng. Lại nữa này Phạm Thiên, Như Lai tùy nghi, nên hoặc tự nêu, ta dạo nói về thường kiến, hoặc tự nêu ta dạo nói về đoạn kiến, hoặc tự nêu ta dạo nói về vô tác, hoặc tự nêu ta dạo nói về tà kiến, hoặc tự nêu ta dạo nói về bất tính, hoặc tự nêu ta dạo nói về chỗ không biết báo ân, hoặc tự nêu ta dạo nói về chỗ không dung nạp, hoặc tự nêu ta dạo nói về chỗ không thọ nhận. Như Lai thật sự không có các sự việc như vậy, nên biết đó là tùy nghi thích hợp để thuyết giảng pháp của Như Lai, nhằm khiến cho chúng sinh xả bỏ tăng thượng mạng. Nếu Bồ Tát khéo thông đạt về chỗ tùy nghi thuyết pháp của Như Lai, hoặc nghe Phật ra đời, liền tin tưởng thọ trì, chỉ dạy cho chúng sinh về quả báo của thân do nghiệp thiện, hoặc nghe Phật không ra đời cũng tin tưởng thọ trì, vì biết đó là thân pháp tánh của chư Phật, hoặc nghe Phật thuyết pháp cùng tin tưởng thọ trì, vì ưa thích văn tự nơi chúng sinh, hoặc nghe Phật không thuyết pháp cũng tin tưởng thọ trì, vì biết tánh của các pháp là không thể thuyết giảng. Hoặc nghe có niết bàn cũng tin tưởng thọ trì, vì diệt trừ mọi điên đảo do phiền não sinh ra, hoặc nghe không có niết bàn cũng tin tưởng thọ trì, vì các pháp không có tướng sinh diệt, hoặc nghe có chúng sinh cũng tin tưởng thọ trì, vì hội nhập nơi lãnh vực thế đế, hoặc nghe không có chúng sinh cũng tin tưởng thọ trì, vì hội nhập vào lãnh vực để nhất nghĩa đế. Này Phạm Thiên, Bồ Tát khéo biết về chỗ tùy nghi thuyết pháp của Như Lai như vậy, đối với mọi âm thanh không còn nghi ngờ, không còn lo sợ, cũng có thể tạo lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Phạm Thiên thưa, Bà Thế Tôn, thế nào là phương tiện? Đức Phật dạy, Như Lai về chúng sinh mà thuyết giảng về bố thí sẽ đạt được phước đức giàu sang, thuyết giảng về trì giới được sinh nơi cõi trời, thuyết giảng về nhẫn nhục được thân tướng đoan nghiêm, thuyết giảng về tinh tấn được đầy đủ công đức, thuyết giảng về thiền định được pháp hỷ, thuyết giảng về trí tuệ tất sợ bỏ được các phiền não, thuyết giảng về học động đạt được trí tuệ, thuyết giảng về việc thực hành 10 điều thiện đạt được phước báo an lạc nơi cõi trời người.
thuyết giảng về từ bi, hỷ, xả, được sinh vào cõi phàm thiên, thuyết giảng về thiền định, đạt được trí tuệ như thật, có được trí tuệ như thật thì chứng đắc đạo quả, thuyết giảng về bậc hữu học, thì đạt được bậc hữu học, thì đạt được bậc vô học, thuyết giảng về quả vị bất tri Phật, thì được các sự cúng dường, thuyết giảng về quả vị Phật thì có được trí tuệ vô lượng, thuyết giảng về niết bàn thì diệt trừ được tất cả khổ não. Này phạm thiên, Như Lai dùng phương tiện như vậy để thuyết giảng cho chúng sinh. Như Lai thật không chấp ngã nhân chúng sinh thọ mạng, cũng không tuệ đắc về bố thí, cũng không tuệ đắc về kiêu kiệt, không chấp trì giới, cũng không chấp phá giới, không chấp nhẫn nhục, cũng không chấp sân giận, không chấp tinh tấn, cũng không chấp lười biếng, không chấp thiền định, cũng không chấp tán loạn, không chấp trí tuệ, cũng không chấp phạm quả vị quả của vị của trí tuệ, không chấp bồ đề, cũng không chấp niết bàn, không chấp khổ, cũng không chấp vui. Này phạm thiên, đã chúng sinh nào nghe pháp này mà chuyên cần thực hành tinh tấn thì người ấy đạt được lợi ích gì? Nếu siêng năng thực hành tinh tấn mà không chấp vào các pháp ấy, hoặc chấp nơi quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bất Chi Phật và quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến niết bàn vô dư cũng không chấp không thủ đắc. Này phạm thiên, đó gọi là phương tiện thuyết pháp của Như Lai. Bồ Tát đối với phương tiện thuyết pháp này nên siêng năng tinh tấn, khiến các chúng sinh đối với pháp ấy đạt được nhiều lợi ích. Phạm thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp môn của Như Lai? Đức Phật dạy, mắt là môn giải thoát, tai, mũi, lưỡi, thân ý là môn giải thoát. Vì sao? Vì mắt là không, không ngã, không ngã sở, tánh của nó là như nhiên. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng là không, không ngã, không ngã sở, tánh của chúng cũng là như nhiên. Này phạm thiên, để biết các nhập đều nhập vào môn giải thoát này, thực hành chân chánh thì không hư dối, sắc thanh hương vị xúc pháp cũng là như vậy, tất cả các pháp đều nhập vào pháp môn này. Đó là pháp môn không vô tướng vô tác, pháp môn không sinh, pháp môn không diệt, pháp môn không từ đâu đến, pháp môn không đi về đâu, pháp môn không thoái chuyển, pháp môn không giấy khởi, pháp môn tánh thường thanh tịnh, pháp môn xa lìa tự thể. Này phạm thiên, Như Lai ở nơi tất cả các thứ văn tự đã chỉ bày pháp môn giải thoát. Vì sao? Vì các thứ văn tự ngôn ngữ không hòa hợp, không ứng dụng tánh vốn sâu kín. Này phạm thiên, nên biết Như Lai ở nơi tất cả các thứ văn tự đã giảng thuyết về bốn tánh đế, về pháp môn giải thoát. Như Lai đã thuyết giảng pháp không có cấu uế, tất cả các pháp đều hòa nhập nơi giải thoát, khi an trụ vào niết bàn. Đó gọi là sự thuyết pháp của Như Lai, hội nhập nơi pháp môn. Bồ Tát đối với pháp môn này cần phải tu học. Phạm thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là đại bi? Đức Phật dạy, Như Lai dùng 32 thứ đại bi để cứu độ chúng sinh. Nhẫn nhiên là 32. Một, tất cả các pháp là vô ngã, mà chúng sinh không tin, không hiểu cho là có thật ngã. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. Hai, tất cả các pháp là không chúng sinh, mà chúng sinh cho là có chúng sinh, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. Ba, tất cả các pháp là không thọ mạng, mà chúng sinh cho là có thọ mạng, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. Bốn, tất cả các pháp là không có người, mà chúng sinh cho rằng có người, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. Năm, tất cả các pháp là không thật có, mà chúng sinh cho là thật có, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 6. Đối với tất cả các pháp là vô trụ, mà chúng sinh cho rằng có trụ, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 7. Tất cả các pháp là không có nơi quay về, mà chúng sinh ưa thích có chỗ quay về, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 8. Tất cả các pháp là không có ngã sở, mà chúng sinh chấp có ngã sở, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 9. Tất cả các pháp là không có ràng buộc, mà chúng sinh cho là có ràng buộc, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 10. Tất cả các pháp là không có chấp giữ về tướng, mà chúng sinh cho rằng có chấp giữ lấy tướng, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 11. Tất cả các pháp là không sinh, mà chúng sinh cho rằng có sinh, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 12. Tất cả các pháp là không sinh trở lại, mà chúng sinh cho là có sinh trở lại,
Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 13. Tất cả các pháp là không cấu ế, mà chúng sinh cho rằng có cấu ế. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 14. Tất cả các pháp là xa lìa nhiễm ô, mà chúng sinh cho rằng có nhiễm ô. Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 15. Tất cả các pháp là xa lìa giận dữ, mà chúng sinh cho rằng có giận dữ. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 16. Tất cả các pháp là xa lìa ngu si, mà chúng sinh cho rằng có ngu si. Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 17. Tất cả các pháp là không từ đâu đến, mà chúng sinh cho rằng có nơi để đến. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 18. Tất cả các pháp là không đi về đâu, mà chúng sinh cho rằng có chỗ để về. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 19. Tất cả các pháp là không sinh khởi, mà chúng sinh cho rằng có sinh khởi. Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 20. Tất cả các pháp là không hí luận, mà chúng sinh cho rằng có hí luận. Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 21. Tất cả các pháp là không, mà chúng sinh cho rằng có, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 22. Tất cả các pháp là vô tướng, mà chúng sinh cho rằng có tướng, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 23. Tất cả các pháp là không tạo tác, mà chúng sinh cho rằng có tạo tác, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 24. Thế gian thường liên kết với giận dữ để tranh chấp, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 25. Thế gian do tà kiến điên đảo mà thực hành theo đạo tà, muốn khiến cho họ an trụ nơi đạo chân chánh, nên Như Lai nhân đó mà phát khởi đại bi. 26. Thế gian hung dữ tham lam không biết đủ, nên chiếm đoạt lẫn nhau, vì muốn cho chúng sinh an trú vào bảy thánh tài, tính giới đa văn bố thí trí tuệ, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 27. Chúng sinh luôn bị ràng buộc vào tài sản, gia đình, sự nghiệp, ân ái đối với những vật mong manh dễ tan vỡ này mà sinh tưởng chắc chắn, nhằm khiến cho chúng sinh nhận rõ tất cả đều là vô thường, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 28. Thân của chúng sinh là oán thù, mà lại tham đắm nuôi dưỡng thân ấy, cho là bạn lành, nhằm khiến cho chúng sinh có cái sự nhận thức đúng đắn để diệt hết các khổ, đạt đến cứu cánh là niết bàn, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 29. Chúng sinh thích nói lừa dối, đời sống không chân chánh, nhằm khiến cho chúng sinh thực hành đời sống chân chánh, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 30. Chúng sinh tham đắm nơi các khổ, ở nhà thế tục không thanh tịnh, nhằm khiến cho chúng sinh ra khỏi ba cõi, Như Lai đối với điều ấy nên giấy khởi đại bi. 31. Tất cả các pháp đều từ nhân duyên mà có, nhưng chúng sinh đối với pháp giải thoát của Bậc Thánh lại sinh biến giác, nhằm giảng thuyết pháp tinh tấn, khiến cho họ ưa thích pháp giải thoát, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. 32. Chúng sinh sợ bỏ trí tuệ vô ngại tối thượng cho cầu pháp nhị thừa, nhằm dẫn dắt chúng sinh khiến họ phát tâm rộng lớn, để duyên vào Phật Pháp, Như Lai đối với điều ấy nên phát khởi đại bi. Này Phạm Thiên, Như Lai đối với các chúng sinh này mà phát khởi 32 loại tâm đại bi, cho nên gọi Như Lai là người thực hành đại bi. Nếu Bồ Tát đối với muôn loài thường có thể tu tập tâm đại bi ấy, tức là đã hội nhập vào quả vị không thoái chuyển, là ruộng phước lớn, đầy đủ oai đức, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi giảng thuyết phẩm pháp môn đại bi này, thì có 32.000 người để phát tâm Bồ Đề, cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, 8.000 Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh. Phẩm 5. Nêu vấn nạn. Bây giờ Bồ Tát Võng Minh bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Phạm Thiên Thư Ích này nghe pháp đại bi mà không vui mừng? Phạm Thiên nói, thưa Bồ Tát Võng Minh, nếu nhận thức ở nơi pháp, tức là có vui mừng, nó cho rằng trong thực tế thật sự không có hai pháp, tức không vui mừng. Ví như nhà ảo thuật thấy những việc huyễn hóa đều không có chỗ vui mừng. Bồ Tát biết rõ tướng của các pháp là như vậy, thì đối với việc thuyết pháp hiện thần thông của Như Lai đều không vui mừng. Lại nữa, tu đại sĩ, như sự giáo hóa của Đức Phật, người được nghe Ngài thuyết pháp không vui, không mừng. Bồ Tát biết tướng của các pháp cùng với việc giáo hóa không khác, nên đối với việc thuyết pháp của Như Lai không làm tăng thêm sự vui mừng, và đối với các chúng sinh không có tưởng cho là thấp kém. Bồ Tát Võng Minh nói, này Phạm Thiên,
Ông nay đã thấy rõ tướng của các pháp là như huyễn chăng? Phạm Thiên thưa, nếu người nào phân biệt về các pháp thì Bồ Tát nên hỏi người đó. Bồ Tát mộng mình nói, hiện nay ông đang hành đạo ở đâu? Phạm Thiên thưa, nơi nào phàm phu sinh sống thì tôi hành đạo ở đó. Bồ Tát vọng mình nói, nếu phàm phu thực hành theo các nẻo tà với những thứ tham lam, sân giận, si mê, thân kiến, lưới, nghi, chấp ngã và ngã sở thì ông có chỗ, thì ông ở chỗ đó để hành theo các pháp ấy chăng? Phạm Thiên thưa, tôi đại sĩ, đại sĩ muốn có được tướng quyết định của pháp phàm phu chăng? Bồ Tát vọng mình nói, tôi hãy còn không muốn có được tướng quyết định của hàng phàm phu, huống nữa là pháp của phàm phu. Phạm Thiên nói, thưa đại sĩ, nếu pháp là không quyết định thì có thể có pháp tham dục, sân giận, si mê chăng? Bồ Tát phẩm mình nói, không thể có. Thưa Phạm Thiên thưa, thưa đại sĩ, tất cả các pháp đều xa lìa tướng tham dục, sân giận, si mê, tướng của các hành cũng như vậy. Thưa đại sĩ, nếu hành của phàm phu và hành của bậc hiền tánh đều không hai, không khác. Thưa đại sĩ, tất cả hành chẳng phải là hành, tất cả sự thuyết giảng chẳng phải là sự thuyết giảng, tất cả đạo chẳng phải là đạo. Bồ Tát Phổng Minh hỏi, thế nào là tất cả hành chẳng phải là hành? Phạm Thiên thưa, thưa đại sĩ, nếu có người hành đạo trải qua ngàn vạn ức kiếp thì đối với tánh của pháp ấy cũng không tăng, không giảm. Cho nên nói tất cả hành chẳng phải là hành. Bồ Tát Võng Minh hỏi, thế nào là sự thuyết giảng chẳng phải là thuyết giảng? Phạm Thiên thưa, thưa đại sĩ, Như Lai dùng tướng không để thuyết giảng để giảng nói về tất cả các pháp, cho nên nói tất cả sự thuyết giảng chẳng phải là thuyết giảng. Bồ Tát Võng Minh hỏi, thế nào là tất cả đạo chẳng phải là đạo? Phạm Thiên thưa, vì không có đối tượng được đạt đến nên nói là tất cả đạo chẳng phải là đạo. Bây giờ Thế Tôn khen ngợi Phạm Thiên thưa ít, lành thay. Khi giảng thuyết về tướng của các pháp, phải nên thuyết giảng như vậy. Bồ Tát Võng Minh nói với Phạm Thiên, ông giảng thuyết về các nẻo hành hóa của hàng phàm phu, tôi đối với các nẻo hành hóa ấy, tức có tướng trạng của hành. Phạm Thiên thưa, nếu ngã có chỗ sinh ra thì đúng là có tướng trạng của hành. Bồ Tát Võng Minh nói, nếu ông không sinh thì làm sao giáo hóa chúng sinh? Phạm Thiên thưa, Đức Phật hóa sinh ở đâu thì tôi cũng sinh ra ở đó. Bồ Tát Võng Minh nói, sự hóa sinh của Đức Phật thì không có nơi chốn sinh ra. Phạm Thiên hỏi, làm sao có thể thấy được? Bồ Tát Võng Minh nói, nhờ vào dự lực của Phật mà có thể thấy được. Phạm Thiên thưa, tôi sinh ra cũng như vậy, là do nghiệp lực. Bồ Tát Võng Minh nói, ông ở trong chỗ giấy khởi nghiệp mà hành hóa chăng? Phạm Thiên thưa, tôi chẳng ở trong chỗ giấy khởi nghiệp mà hành hóa. Bồ Tát Võng Minh hỏi, vậy sao lại nói là do nghiệp lực? Phạm Thiên thưa, như đối với tánh của nghiệp, nghiệp lực cũng là như vậy, cả hai đều không ra ngoài như. Bây giờ trưởng lão sẽ lời phát bạch Phật, nếu có người nào có thể hội nhập trong chỗ tùy nghi thuyết pháp của Bồ Tát thì sẽ đạt được công đức lớn. Vì sao, Bạch Thế Tôn? Vì thậm chí chỉ nghe đến danh tự của bậc thượng nhân đó hay còn được lợi ích lớn rồi, huống gì là nghe được chỗ thuyết giảng của vị ấy. Ví như có cây lớn chẳng nương vào đất, chỉ ở trong hư không mà sinh ra rễ, thân, nhánh, lá, hoa, quả, thì thật là hư hữu. Hành tiến của người ấy cũng là như vậy, không trú nơi tất cả các pháp mà ở trong mười phương thể hiện có hình tướng, có sinh tử, cũng có cả trí tuệ biện tài như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe được diệu lực của nơi trí tuệ tự tại ấy, thì ai mà chẳng phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hoa, tại chỗ ngồi, giữa chúng hội, nói với trưởng lão Xá Lợi Phất. Thưa nhân giả đã chứng đắc tánh của các pháp, Đức Phật cũng khen ngợi nhân giả là bậc trí tuệ đệ nhất trong những người trí tuệ. Có sao nhân giả không thể hiện diệu lực nơi trí tuệ biện tài tự tại đó? Trường lão Xá Lợi Phất thưa, thưa Bồ Tát Phổ Hoa, các đệ tử của Phật tùy theo năng lực nơi trí tuệ của mình mà có sự thuyết pháp. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, thưa nhân giả Xá Lợi Phất, tánh của các pháp có nhiều ít chăng? Trưởng lão Xá Lợi Phất đáp, thưa không,
Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, Thế vì sao nhân giả lại nói các đại tổ của Phật tùy theo năng lực nơi trí tuệ của mình và có sự thuyết pháp? Trưởng lão sẽ là Phật đáp, tùy theo pháp đã đạt được mà có sự thuyết giảng khác nhau. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, nhân giả đã chứng đắc pháp tánh với vô lượng tướng rồi chăng? Trưởng lão sẽ là Phật đáp, thưa vâng. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, vì sao nhân giả lại nói tùy theo pháp đã chứng đắc mà có sự thuyết giảng khác nhau? Như pháp tánh với vô lượng tướng, nên chỗ chứng đắc cũng như vậy và sự thuyết giảng cũng như vậy. Vì sao? Vì pháp tánh là vô lượng. Trường lão sẽ lời Phật đáp, tánh của các pháp chẳng phải là tướng có thể nắm bắt, thủ đắc. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, nếu tánh của các pháp chẳng phải là tướng có thể thủ đắc, thì khi nhân giả ra khỏi pháp tánh, có đạt được giải thoát không? Trường lão sẽ lời Phật đáp, không thể được. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, vì sao như vậy? Trưởng lão sẽ là Phật đáp, nếu ra khỏi tánh của các pháp mà đạt được giải thoát thì hủy hoại pháp tánh. Bồ Tát Phổ Hoa nói, thưa nhân giả, vì thế cho nên nhân giả chứng đắc đạo thì pháp tánh cũng như vậy. Trưởng lão sẽ là Phật thưa, tôi là người đến để lãnh hội chứ chẳng phải là người thuyết giảng. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, tất cả các pháp đều hòa nhập nơi pháp tánh, trong ấy ắt hẳn có người giảng nói, người lãnh hội chăng? Trường lão sẽ lời Phật thưa, chẳng phải vậy. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, nếu như vậy thì tại sao nhân giả nói, tôi là người đến để lãnh hội chứ chẳng phải là người giảng nói? Trường lão sẽ lời Phật thưa, Đức Phật dạy có hai loại người đạt được phước đức vô lượng. Một, người luôn dốc sức thuyết pháp. Hai, người nhất tâm nghe nhận. Vì vậy, hiện nay Bồ Tát có thể thuyết giảng, còn tôi thì sẽ nghe nhận. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, khi nhân giả nhập vào định diệt tận thì có thể nghe pháp không? Trường lão sẽ là Phật thưa, khi vào định diệt tận thì không có hai hành để lãnh hội pháp. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, nhân giả có tin Đức Phật nói tất cả các pháp là tướng diệt tận không? Trường lão sẽ là Phật thưa, đúng vậy, tất cả các pháp là tướng diệt tận, tôi tin lời nói ấy. Bồ Tát Phổ Hoa nói, nếu đúng như vậy thì tôn giả sẽ lời Phật thường không thể lãnh hội pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp luôn là tướng diệt tận. Trưởng lão sẽ lời Phật thưa, Bồ Tát có thể chẳng ở trong định mà thuyết pháp được chăng? Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, chỉ có một pháp chẳng phải là định. Trưởng lão sẽ lời Phật thưa, không phải. Bồ Tát Phổ Hoa nói, do đấy nên biết tất cả hàng phàm phu thường ở trong định. Trường lão sẽ lời Phật hỏi, dùng định gì để tất cả hàng phàm phu luôn ở trong định? Bồ Tát Phổ Hoa đáp, dùng tam muội chẳng hủy hoại pháp tánh. Trường lão sẽ lời Phật hỏi, nếu như vậy thì hàng phàm phu và thánh nhân không có sai biệt sao? Bồ Tát Phổ Hoa đáp, đúng vậy, đúng vậy. Tôi chẳng muốn khiến hàng phàm phu và thánh nhân có sự sai biệt. Vì sao? Vì thánh nhân không có chỗ đoạn trừ, hàng phàm phu không có chỗ sinh khởi. Cả hai đều không ra khỏi tướng bình đẳng của pháp tánh. Trường lão sẽ lời Phật thưa, những gì là tướng bình đẳng của các pháp? Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, giống như những nhận biết của tôn giả sẽ lời Phật. Thưa tôn giả phát sinh pháp hiền thánh chân. Trường lão sẽ lời Phật đáp, không phải. Bồ Tát Phổ Hoa hỏi, tôn giả đã dứt trừ pháp phàm phu chân? Không phải. Tôn giả đã chứng đắc pháp hiền thánh chăng? Không phải. Tôn giả đã thấy rõ pháp phàm phu chăng? Không thấy. Thưa tôn giả, do tri kiến nào của tôn giả đã cho là đã chứng đắc đạo? Trưởng lão sẽ là Phật thưa, Bồ Tát không nghe tánh như của phàm phu, tức là tánh như của bậc giải thoát dứt sạch các lậu. Tánh như của bậc giải thoát dứt hết các lậu, tức là tánh như của Niết Bàn Vô Dư. Bồ Tát Phổ Hoa nói, này tôn giả sẽ là Phật, tên gọi của như ấy chẳng khác như, chẳng hủy hoại như, nên dùng như ấy để nhận biết về các pháp. Bây giờ sẽ là Phật bạch Phật, bạch Thế Tôn. Vì như đống lửa lớn, với tất cả các ngọn lửa cháy đều là tướng thiêu đốt. Cũng như vậy, chỗ thuyết pháp đều hòa nhập vào pháp tánh. Đức Phật bảo với sẽ là Phật, đúng như lời tôn giả nói, chỗ thuyết pháp đều hòa nhập nơi pháp tánh. Khi ấy Bồ Tát Vọng Minh
Nói với Trường Lão Xá Lợi Phất, Đức Phật lại nói nhân giả là người có trí tuệ bậc nhất trong những người có trí tuệ. Vậy do trí tuệ gì đã được gọi là bậc nhất? Trường Lão Xá Lợi Phất thưa, gọi là thanh văn, tức nhờ vào âm thanh mà giác ngộ. Nhờ nơi trí tuệ này mà nói tôi là người trí tuệ bậc nhất trong những người có trí tuệ, chứ không phải là Bồ Tát. Bồ Tát Vọng Minh nói, trí tuệ là tướng hí luận chăng? Thưa không, trí tuệ chẳng phải là tướng bình đẳng chăng? Đúng vậy. Bồ Tát Vọng Minh hỏi, hôm nay nhân giả đã được trí tuệ bình đẳng, có sao lại nói trí tuệ có hạn lượng? Trưởng lão sẽ là phất đáp, thưa Bồ Tát, do tướng của pháp tánh nên nói trí tuệ là vô lượng. Tùy theo chỗ hội nhập của pháp tánh nhiều hay ít nên nói trí tuệ có hạn lượng. Bồ Tát Vọng Minh hỏi, pháp vô lượng hoàn toàn không tạo ra pháp hữu lượng, sao nhân giả nói trí tuệ có hạn lượng? Khi ấy tôn giả sẽ là phất im lặng không trả lời. Bây giờ trưởng lão sách Đại Ca Diếp nương theo thánh chỉ của Phật bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Võng Minh này do nhân duyên gì mà gọi là Võng Minh? Đức Phật bảo Bồ Tát Võng Minh, này Bồ Tát, nhân nơi phước báo hiện có của Bồ Tát khiến cho hàng trời người nên tất cả thế gian đều vui mừng. Do nhân duyên có được phước đức ấy, ông nên phát tâm Bồ Đề. Lúc này Bồ Tát Võng Minh liền nhận lãnh lời dạy bảo của Phật, bày vây áo bên phải từ khoảng giữa ngón tay màu đỏ nhạt rất trang nghiêm đến cánh tay phải. Bồ Tát phóng ra hào quang lớn, chiếu sáng khắp cùng tận vô lượng vô biên vô số cõi Phật trong mười phương. Trong các cõi nước ấy, những chúng sinh bị đọa nơi ba đường dữ, những kẻ mù, điếc, câm ngọng, tay chân co quắp, già bệnh, khổ não, tham sân si, loại hình xấu xí, bần cùng, đói khát, tù đầy, bị trói buộc, tham dữ, khốn khổ, ách nạn, tự vẫn, keo kiệt, phá giới, hung ác, lười biếng, vọng niệm, không trí tuệ, ít hiểu biết, không biết hổ thẹn, rơi vào lưới nghi xa lạc. Những chúng sinh như vậy khi thấy được ánh sáng này, đều hết sức vui mừng, không còn những chúng sinh bị tham sân si, kiêu mạn, lo buồn, thù hận, não hại. Còn ở nơi cõi Phật này, pháp hội gồm các chúng, đại Bồ Tát, tán bộ chúng, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di. Những chúng sinh ấy đồng một sắc thân màu vàng rồng như Phật không khác. Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp kèm theo, đều có tướng vô kiến đảnh, đều ăn tọa nơi tòa sen báu. Dùng các lọng báu đang xen che khắp trên đất, tất cả đều không sai khác. Chứ vì trong chúng hội đều vui vẻ, với như Bồ Tát nhập tam muội phát hỷ trang nghiêm, khi ấy đã chúng cho là điều chưa từng có. Mọi người đều nhìn thấy mình như Đức Phật không khác, không thấy thân Phật là lớn, thân mình là nhỏ, là nhờ diệu lực của hào quang ấy, tức thì ở phương dưới có bốn vị Bồ Tát từ nơi đất vọt lên, đứng chắp tay, muốn cùng đảnh lễ Phật, suy nghĩ đâu là Phật đích thực, chúng tôi muốn đảnh lễ. Họ liền nghe trong hư không có tiếng nói, đó là thần lực từ hào quang của Bồ Tát Võng Minh, khiến cho tất cả đại chúng cùng một thân sắc vàng rồng, giống như Đức Phật không khác. Lúc này bốn vị Bồ Tát đều khởi tâm cho là điều hy hữu, cùng nhau nói, nay ở trong chúng hội này, thân sắc vàng của chư vị đều không khác nhau, tất cả các pháp cũng là như vậy. Nếu lời nói này của chúng con là thành thật không hư dối, thì xin Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sẽ hiện tướng khác, khiến cho chúng con được đảnh lễ cúng dường. Khi ấy Đức Phật ngồi nơi tòa sen tự báu bằng hoa sen, bay vút lên hư không cả một cây đà la. Bốn vị Bồ Tát đều đầu mặt lễ nơi chân Đức Phật và thưa, trí tuệ của Như Lai thật không thể nghĩ bàn, nhưng bản nguyện nơi phước đức của Bồ Tát Võng Minh cũng không thể nghĩ bàn, nên có thể phóng ra ánh sáng vô lượng như vậy. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Võng Minh, này Bồ Tát Võng Minh, Bồ Tát này đã làm Phật sự khiến cho vô lượng chúng sinh an trú trong Phật đạo, hiện tại có thể thâu tóm ánh sáng về. Bồ Tát Võng Minh vâng theo lời dạy của Phật, nên thâu lại ánh sáng ấy xong, tức thì sắc tướng oai nghi của chư vị trong chúng hội đều trở lại như cũ. Mọi người đều thấy Đức Phật ngồi trên tòa sư tử. Khi ấy trưởng lão Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn vị Bồ Tát này từ đâu đến? Bốn vị thưa, chúng tôi từ thế giới phương dưới đến. Trưởng lão Đại Ca Diếp hỏi, còn nước ấy tên gì? Danh hiệu của Phật ở thế giới ấy là gì? Bốn vị Bồ Tát thưa, cõi ấy tên
Hiện chư Bảo Trang Nghiêm, Phật hiệu là Nhất Bảo Cái, hiện đang thuyết pháp. Trưởng lão Đại Ca Diếp hỏi, cõi nước của Phật ấy cách đây bao xa? Bốn vị Bồ Tát thưa, Đức Phật tự biết rõ về điều đó. Trưởng lão Đại Ca Diếp hỏi, chư vị vì sao đến đây? Bốn vị Bồ Tát thưa, vì ánh sáng của Bồ Tát Quảng Minh đã chiếu đến cõi nước chúng tôi. Khi thấy ánh sáng này, cùng nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Quảng Minh, cho nên chúng tôi đến đây để ý kiến Đức Phật và Bồ Tát Quảng Minh. Trưởng lão Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Phật Nhất Bảo Cái và thế giới hiện chư Bảo Trang Nghiêm cách đây bao xa? Đức Phật nói, có đây 72 hằng hà xa cõi Phật. Đại Ca Diếp hỏi, bạch Thế Tôn, bốn vị Bồ Tát này, từ cõi ấy đến đây trong thời gian bao lâu? Đức Phật dạy, trong khoảng một niệm thì biến mất nơi cõi ấy mà xuất hiện ở cõi này. Đại Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, ánh sáng của các vị Bồ Tát này tỏa chiếu xa với sức thần thông mau chóng, thật hết sức hy hữu. Hôm nay ánh sáng chiếu xa của Bồ Tát Quảng Minh đã khiến cho bốn vị Bồ Tát đến đây rất là mau chóng. Phật Bảo Ca Diếp, đúng như lời tôn giả nói, nếu hành hóa của Đại Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, tất cả hàng nhị thừa đều không thể đạt tới. Khi ấy, trưởng lão Đại Ca Diếp nói với Bồ Tát Quảng Minh, thưa Bồ Tát thể hiện ánh sáng tỏa chiếu nơi đại hội này, làm cho tất cả chư vị đều thành thân một phần rộng là do nhân duyên gì? Bồ Tát Quảng Minh đáp, thưa trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão có thể hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ vì trưởng lão mà nói rõ. Ngay lúc ấy, trưởng lão Đại Ca Diếp đem việc ấy bạch Phật. Phật bảo, khi Bồ Tát Quảng Minh này thành Phật, tất cả chúng hội của Phật đều cùng một thân sắc màu vàng rồng, đều cùng tin hiểu và ưa thích tất cả trí tuệ cõi nước của Đức Phật ấy, thậm chí không có tên gọi của hai thừa, chỉ có chúng hội của các đại Bồ Tát thanh tịnh. Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát sinh vào cõi ấy nên biết là giống như Phật không khác chăng? Đức Phật bảo, đúng như lời tôn giả nói, Bồ Tát sinh vào cõi ấy nên biết là giống như Phật vậy. Khi ấy trong chúng hội có 44.000 người đều phát tâm cầu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, nguyện sinh vào cõi nước kia, họ cùng bạch Phật. Lúc Bồ Tát Quảng Minh thành Phật, chúng có nguyện sinh vào cõi nước ấy. Phẩm 6 Vấn Đàm. Bây giờ trưởng lão Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quảng Minh bao lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đại Chánh Giác? Phật bảo, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả nên đích thân hỏi Bồ Tát Quảng Minh ấy. Trưởng lão Ca Diếp liền hỏi Bồ Tát Quảng Minh, thưa Bồ Tát, bao lâu nữa thì Bồ Tát sẽ thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đại Chánh Giác? Bồ Tát Quảng Minh nói, thưa trưởng lão Đại Ca Diếp, nếu có ai hỏi người được hóa hiện của nhà huyễn thuật rằng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đại Chánh Giác, thì người ấy sẽ trả lời như thế nào? Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, người được hóa hiện của nhà huyễn thuật không có tướng quyết định thì sẽ trả lời thế nào được? Bồ Tát Quảng Minh nói, thưa trưởng lão Đại Ca Diếp, tất cả các pháp cũng như người huyễn hóa của nhà huyễn thuật không có tướng quyết định, thì ai có thể hỏi bao lâu ông sẽ thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đại Chánh Giác? Thưa trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, người huyễn hóa của nhà huyễn thuật lìa khỏi tự tướng, không sai khác, không phân biệt, không có chí nguyện, có Bồ Tát cũng như vậy sao? Nếu cũng như vậy thì Bồ Tát làm sao có thể tạo lợi ích cho vô lượng chúng sinh? Bồ Tát Quảng Minh đáp, vô lượng vô thượng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là tánh của tất cả chúng sinh. Tánh của tất cả chúng sinh là tánh của sự huyễn hóa. Tánh của sự huyễn hóa tức là tánh của tất cả các pháp. Ở trong pháp ấy, tôi chẳng thấy có lợi ích, chẳng thấy không có lợi ích gì cả. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, nay Bồ Tát không làm cho chúng sinh an trú nơi quả vị Bồ Đề sao? Bồ Tát Quảng Minh hỏi lại, Bồ Đề của chư Phật là có tướng trụ chăng? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, thưa không có. Bồ Tát Quảng Minh nói, vậy thì nay tôi không làm cho chúng sinh an trú nơi quả Bồ Đề, mà cũng không khiến họ trụ vào quả Thanh Văn hay Bích Chi Phật. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, nay Bồ Tát muốn hướng chúng sinh đến cõi nào?
Bồ Tát Võ Minh đáp, tôi muốn hướng họ đến cõi Như Như. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, cõi Như Như ấy không có đối tượng được hướng đến, cũng không có sự chuyển hóa. Bồ Tát Võ Minh nói, Như Như là không hướng đến, không chuyển hóa tất cả các pháp trụ vào tướng Như ấy, nên tôi cũng không có đối tượng được hướng đến, cũng không có sự chuyển hóa. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, nếu không có chỗ hướng đến, không chuyển hóa, thì Bồ Tát làm thế nào để giáo hóa chúng sinh? Bồ Tát Võ Minh đáp, nếu người có sự phát nguyện thì chẳng có thể giáo hóa chúng sinh. Nếu người đối với pháp có sự chuyển hóa thì cũng không thể giáo hóa chúng sinh. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát không thể chuyển đổi sinh tử cho chúng sinh sao? Bồ Tát Võ Minh đáp, tôi hãy còn chưa thể tu đắc về sinh tử, huống gì là ở trong sinh tử mà chuyển đổi sinh tử cho chúng sinh. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, Bồ Tát không làm cho chúng sinh chứng đắc Niết Bàn sao? Bồ Tát Võ Minh đáp, tôi hãy còn không thấy Niết Bàn, huống gì là giáo hóa chúng sinh, khiến họ an trú vào Niết Bàn. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, nếu Bồ Tát không thủ đắc sinh tử, không thể có Niết Bàn, thì hiện tại do đâu mà Bồ Tát vì bất lộ chúng sinh mà hành theo đạo Bồ Đề? Đây lẽ nào chẳng phải là vì chúng sinh mà tu tập giải thoát đó sao? Bồ Tát Võ Minh đáp, nếu Bồ Tát nào thủ đắc nơi sinh tử, phân biệt về Niết Bàn, nhân vì chúng sinh mà hành đạo Bồ Đề, thì vị ấy không nên gọi là Bồ Tát. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, nơi Bồ Tát ở nơi nào mà hành đạo? Bồ Tát Võ Minh đáp, tôi chẳng phải ở trong sinh tử mà hành đạo, chẳng phải ở trong Niết Bàn mà hành đạo, cũng chẳng phải dùng tướng của chúng sinh mà hành đạo. Thưa Trưởng lão Đại Ca Diếp, như lời tôn giả hỏi, Bồ Tát ở nơi nào mà hành đạo? Vậy là nếu nơi nào có người huyễn hóa của Phật hành đạo, thì nơi ấy là chỗ tôi hành đạo. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, người được huyễn hóa của Phật đâu có nơi chốn hành đạo. Bồ Tát Võ Minh đáp, nên biết nơi chốn hành hóa của tất cả chúng sinh cũng có tướng như vậy. Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, người được huyễn hóa của Phật không có tham, không có sân, không có si. Nếu hành hóa của tất cả chúng sinh cũng có tướng như vậy, thì tham sân si của chúng sinh từ đâu sinh ra? Bồ Tát Võ Minh đáp, nơi tôi hỏi trưởng lão cứ tùy ý trả lời. Thưa trưởng lão còn có tham sân si không? Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, không còn. Bồ Tát Võ Minh hỏi, tham sân si đã diệt mất rồi sao? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, chẳng phải vậy. Bồ Tát Võ Minh hỏi, nếu trưởng lão không còn có tham sân si và cũng chẳng diệt mất chúng, vậy thì trưởng lão đặt để tham sân si ở đâu? Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, thưa Bồ Tát, kẻ phàm phu tự điên đảo khởi lên vọng tưởng phân biệt, rồi phát sinh tham sân si. Bậc hiền thắng ở trong pháp hiểu rõ về thực tánh của điên đảo, nơi không còn vọng tưởng phân biệt, do đó không còn có tham sân si. Bồ Tát Võ Minh hỏi trưởng lão Đại Ca Diếp, ý của trưởng lão là thế nào? Nếu pháp từ điên đảo sinh ra, thì pháp ấy là thật hay là hư vọng? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, pháp ấy là hư vọng, chẳng phải là thật. Bồ Tát Võ Minh hỏi, nếu pháp là chẳng thật, thì có thể làm cho thật được không? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, thưa không thể được. Bồ Tát Võ Minh hỏi, nếu pháp chẳng phải thật, thì trưởng lão đối với pháp ấy còn có tham sân si chăng? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, thưa không. Bồ Tát Võ Minh hỏi, như vậy thì vì sao tham sân si có thể não hại chúng sinh? Trưởng lão Đại Ca Diếp đáp, thưa Bồ Tát, nếu như vậy thì tất cả các pháp từ xưa đến nay luôn lìa khỏi tướng tham sân si. Bồ Tát Võ Minh nói, vì thế cho nên tôi nói, tướng của tất cả các pháp giống như người được huyễn hóa của Phật. Lúc giảng thuyết pháp này, có 44.000 Bồ Tát đạt được pháp nhẫn nhu thuận. Bây giờ trưởng lão Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh nào thấy được Bồ Tát Võ Minh thì không còn lo sợ và ba đường ác. Nếu người nào được nghe Bồ Tát Võ Minh thuyết pháp thì các ma không thể quấy phá nữa. Nếu người nào được Bồ Tát Võ Minh giáo hóa thì chẳng còn lo sợ rơi vào hàng nhị thừa. Bạch Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn thuyết giảng về cõi nước trang nghiêm và công đức của Bồ Tát
Võng Minh. Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp, Bồ Tát Võng Minh ở trong cõi nước ấy, dù ở khắp nơi, đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Này Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả có thấy việc phóng hào quang của Bồ Tát Võng Minh không? Trưởng lão Đại Ca Diếp thưa, con đã thấy. Đức Phật bảo, nhờ số lượng những hạt cải có đầy trong tâm thiên đại thiên thế giới hãy còn có thể tính được. Nhưng hôm nay, hào quang của Bồ Tát Võng Minh khiến cho số chúng sinh ăn trú nơi quả vị Bồ Đề thì không thể tính được. Này Tôn giả Ca Diếp, việc phóng hào quang của Bồ Tát Võng Minh là để làm lợi ích cho chúng sinh còn nhiều như thế, huống nữa là việc thuyết pháp. Nay ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói tóm tắt về công đức ấy. Này Ca Diếp, Bồ Tát Võng Minh đó trải qua 760 vạn A Tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Tự Tại Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng trên bên trời, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế giới ấy tên là Tập Diệu Công Đức. Khi Đức Phật ấy đi đến nơi cội Bồ Đề, thì ở trong nước đó, các ma và quyến thuộc của chúng đều ở trong chánh định nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nước Phật ấy dùng vật báu chiên đàn làm đất. Đất này đều bằng phẳng như đàn, như bàn tay, êm dịu mềm mại như lụa ca lăng già. Khắp nơi đều dùng đủ các thứ báu để tạo sự trang nghiêm. Không có ba đường ác, cũng không có tám nạn. Khắp chiều rộng và dài của cõi nước ấy đều dùng hoa sen báu tốt đẹp với hương sắc thù tháng để tô điểm. Đức Như Lai Phổ Quang Tự Tại Vương có vô lượng chúng tăng là Bồ Tát tu tập hoàn hảo vô lượng pháp môn, đạt được vô lượng thần thông tự tại, để dùng ánh sáng để trang nghiêm nơi thân mình, để các pháp tạng đã lên đi biện tại vô ngại, khiếu có thể thuyết pháp thần thông hào quang, thảy đều thông đạt, có thể phá trừ ma oán, luôn gắn liền với trí tuệ, đầy đủ sự hổ thẹn, dùng các thứ công đức vi diệu để tu tập tâm. Còn nước đó không có người nữ, các Bồ Tát ấy đều ngồi kiết già trên tòa báu hoa sen, tự nhiên hóa sinh, dùng niềm vui thiền định làm thức ăn, dùng những vật dụng cần thiết như chỗ đi kinh hành, phòng xá, giường nằm, vườn đường ao tắm, đều ứng theo niệm liền hiện ra. Này Tôn giả Ca Diếp, Đức Như Lai Phổ Quang Tự Tại Vương chẳng dùng văn tự để thuyết pháp, chỉ phóng hào quang chiếu soi với các Bồ Tát. Hào quang tiếp xúc nơi thân thể thì liền chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Hào quang của Phật đó chiếu thông suốt khắp mười phương, khiến cho các chúng sinh xa lìa phiền não. Lại nữa, hào quang ấy thường phát ra 32 loại pháp âm thanh tịnh. Những gì là 32? Một, các pháp vốn không, không có kiến chấp của chúng sinh. Hai, các pháp là vô tướng, xa lìa mọi phân biệt. Ba, các pháp lại không tạo tác để vượt khỏi ba cõi. Bốn, các pháp xa lìa tham dục vì tánh luôn vắng lặng. Năm, các pháp lìa sân hận vì không có trở ngại. Sáu, các pháp lìa ngu si vì không còn tối tâm. Bảy, các pháp không từ đâu đến vì vốn không sinh. Tám, các pháp không đi về đâu vì không có chỗ đến. Chín, các pháp là không trụ vì không có chỗ nương tựa. 10. Các pháp vượt quá ba đời vì quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thật có. 11. Các pháp là không khác vì tánh của chúng là vốn là một. 12. Các pháp là không sinh vì xa lìa báo ứng. 13. Các pháp là không nghiệp và nghiệp báo vì sự tạo tác chẳng thể thủ đắc. 14. Các pháp là không tạo tác nên không có sự sinh khởi. 15. Các pháp là không sinh khởi vì tánh của chúng là vô vi. 16. Các pháp là vô vi vì xa lìa sinh diệt. 17. Các pháp là chân vì không từ nơi hòa hợp mà sinh. 18. Các pháp là thật vì từ một nẻo đạo. 19. Các pháp là không chúng sinh vì chúng sinh là không thể nắm bắt. 20. Các pháp là vô ngã vì đó là đệ nhất nghĩa. 21. Các pháp là ẩn mật vì không có đối tượng được nhận biết. 22. Các pháp vốn xả bỏ vì xa lìa mọi tương ghét. 23. Các pháp vốn xa lìa phiền não vì không có sự bức bách. 24. Các pháp là không cấu uế vì tánh không nhiễm ô. 25. Các pháp là một tướng vì xa lìa lãnh vực tam dục. 26. Các pháp là xa lìa tướng vì thường vắng lặng. 27. Các pháp an trú nơi thực tế vì tánh không bị hủy hoại.
28. Các pháp là như vì tướng không phân biệt. 29. Các pháp hội, các pháp vốn hội nhập vì pháp tánh hội nhập khắp nơi. 30. Các pháp không có duyên do các duyên không hòa hợp. 31. Các pháp là bồ đề vì thấy đúng như thật. 32. Các pháp là niết bàn vì dứt mọi nhân duyên. Này Ca Diếp, hào quang của Đức Phật Phổ Quang Tự Tại Vương thường phát ra pháp âm thanh tịnh như vậy, có thể khiến cho các Bồ Tát thực hành các Phật sự. Cõi nước của Phật ấy không có các việc của ma. Thọ mạng của Đức Phật là vô lượng a tăng kỳ kiếp. Trưởng lão Đại Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thích Tôn, nếu người nào muốn đạt được cõi Phật thanh tịnh thì nên theo nhân sự tu tập của Bồ Tát Võng Minh nơi cõi nước thanh tịnh đầy đủ công đức. Đức Phật bảo: Đúng vậy, này Ca Diếp, Bồ Tát Võng Minh ấy thường ở trong vô lượng a tăng kỳ trú xứ của Phật, tùy theo sở nguyện mà tu tập đầy đủ các công đức như thế. Bây giờ phàm thiên tư ích thưa Bồ Tát Võng Minh: Thưa đại sĩ, đại sĩ đã được Phật thọ ký chăng? Bồ Tát Võng Minh nói: Tất cả chúng sinh đều từ Phật mà được thọ ký. Phàm thiên thưa: Ở trong sự việc nào mà được thọ ký? Bồ Tát Võng Minh nói: Tùy theo chỗ báo ứng của hành nghiệp mà được thọ ký. Phàm thiên thưa: Đại sĩ đã tạo hành nghiệp gì mà được thọ ký? Bồ Tát Võng Minh hỏi lại: Nếu nghiệp chẳng phải do thân tạo tác, chẳng phải do miệng tạo tác, cũng chẳng phải do ý tạo tác, thì nghiệp ấy có thể thành nghiệp không? Phạm Thiên Thưa: Không thể thành nghiệp. Bồ Tát Võng Minh nói: Bồ Đề là tướng sinh khởi tạo tác chăng? Phạm Thiên Thưa: Chẳng phải tướng sinh khởi tạo tác. Vì sao? Vì Bồ Đề là vô vi, chẳng phải là tướng sinh khởi tạo tác. Bồ Tát Võng Minh nói: Có thể dùng tướng sinh khởi tạo tác để đạt được Bồ Đề vô vi không? Phạm Thiên Thưa: Không thể. Bồ Tát Võng Minh nói: Này Phạm Thiên, biết như vậy, nếu không có nghiệp, không có nghiệp báo, không có các hành, không giấy khởi các hành, đó là Bồ Đề. Như tánh của Bồ Đề, sở chứng đắc cũng như vậy. Như tánh của sở chứng đắc, sở thọ ký cũng như vậy, nên không thể dùng pháp sinh khởi mà được thọ ký. Phạm Thiên Thưa: Thưa đại sĩ, chẳng phải là đại sĩ đã thực hành sáu pháp Ba La Mật Đa rồi sao mới được thọ ký sao? Bồ Tát Võng Minh đáp: Đúng như lời ông nói, Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba La Mật Đa, sau đó mới được thọ ký. Này Phạm Thiên, nếu Bồ Tát xả bỏ tất cả phiền não thì gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa. Nếu đối với các pháp mà không có chỗ sinh khởi thì gọi là Trì Giới Ba La Mật Đa. Đối với các pháp mà không làm tổn thương thì gọi là Nhẫn Nhục Ba La Mật. Đối với các pháp luôn xa lìa tướng thì gọi là Tinh Tấn Ba La Mật. Đối với các pháp không có chỗ trụ thì gọi là Tiền Định Ba La Mật. Đối với các pháp đều không hí luận thì gọi là Trí Tuệ Ba La Mật. Này Phạm Thiên, Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba La Mật như vậy thì nẻo hành hóa của Bồ Tát ở đâu? Phạm Thiên Thừa: Không có nơi chốn hành hóa. Vì sao? Vì phàm có nơi chốn hành hóa thì đều gọi là chẳng hành. Bồ Tát Võng Minh nói: Nếu hành tức là chẳng hành, nếu chẳng hành tức là hành, thì này Phạm Thiên, do vậy nên biết không có nơi chốn hành tức là Bồ Đề. Đúng như ông đã nói, nếu Bồ Tát được thọ ký Bồ Đề thì tánh của pháp Như Như cũng được thọ ký. Sự thọ ký của tôi cũng là như vậy. Phạm Thiên thưa: Thưa đại sĩ, tánh của pháp Như Như không có thọ ký. Bồ Tát Võng Minh nói: Tướng thọ ký của các pháp của các Bồ Tát cũng đều như thế. Cũng giống như tánh của pháp Như Như. Bây giờ Phạm Thiên Tư Ích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã tu tập hạnh gì mà được chư Phật thọ ký đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật bảo: Nếu Bồ Tát không hành nơi pháp sinh, không hành nơi pháp diệt, không hành pháp thiện, không hành pháp bất thiện, không hành pháp thế gian, không hành pháp xuất thế gian, không hành pháp có tội, không hành pháp không có tội, không hành pháp hữu lậu, không hành pháp vô lậu, không hành pháp hữu vi, không hành pháp vô vi, không hành pháp tu đạo, không hành pháp đoạn trừ, không hành pháp sinh tử, không hành pháp niết bàn, không hành pháp thấy, không hành pháp nghe, không hành pháp hiểu, không hành pháp biết, không hành theo bố thí, không hành theo xả bỏ,
không hành theo trì giới, không hành nơi che giấu, không hành nơi nhẫn nhục, không hành theo thiện, không hành theo phát khởi, không hành tinh tấn, không hành thiền định, không hành tam muội, không hành nơi trí tuệ, không hành theo hành, không hành theo nhận thức, không hành theo thủ đắc. Này Phạm Thiên, nếu Bồ Tát thực hành như vậy thì được chư Phật tỏ ký đạo quả như thượng cho đại chánh giác. Vì sao? Vì mọi nẻo hành hóa đều là tướng chấp giữ, không tướng chấp giữ, không tướng phân biệt, tức là Bồ Đề. Nếu có nơi chốn đối tượng thì không phải Bồ Đề, không có nơi chốn như vậy tức là Bồ Đề. Mọi nẻo hành hóa hiện có đều là phân biệt, không phân biệt là Bồ Đề. Mọi nẻo hành hóa đều là sinh khởi, không sinh khởi là Bồ Đề. Mọi nẻo hành hóa là hí luận, không hí luận là Bồ Đề. Vì vậy nên biết, nếu Bồ Tát vượt qua mọi nẻo hành hóa thì được thọ ký. Phạm Thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, thọ ký có nghĩa gì? Đức Phật bảo, xa lìa hai tướng của các pháp là ý nghĩa của thọ ký, không phân biệt nẻo sinh diệt là ý nghĩa của thọ ký. Lìa tướng của nghiệp nơi thân khẩu ý là ý nghĩa của thọ ký. Này Phạm Thiên, ta nhớ về đời quá khứ, có kiếp tên Thiện Kiến. Ta ở trong kiếp ấy thường cúng dường 72 là do tha Phật, mà các đức Như Lai chẳng thọ ký. Lại vượt hơn nữa, có kiếp tên là Thiện Hóa. Ta ở trong kiếp ấy cúng dường 22 ức đức Phật, mà các đức Phật Như Lai đó cũng không thọ ký. Lại vượt hơn kiếp ấy, có kiếp tên là Phạm Tháng. Ta ở trong kiếp đó cúng dường 18.000 đức Phật, mà các vị Phật ấy cũng không thọ ký. Lại hơn kiếp ấy có kiếp tên là Trang Nghiêm. Ta ở trong kiếp đó cúng dường 440 vạn đức Phật. Ta đều đem tất cả mọi vật dụng thích hợp để cúng dường các đức Phật ấy, mà các đức Như Lai đó cũng chẳng thọ ký. Này Phạm Thiên, trước kia ta đã từng cúng dường cho Phật cung kính tôn trọng, tán thán, tịnh tu phạm hạnh, bố thí, trì giới, đầy đủ, hành hạnh đầu đà, xa lìa sân giận, thường nhẫn nhục, thực hành tâm từ, ta như lời nói mà tu tập, siêng năng tinh tấn, tất cả những điều đã lãnh hội đều có thể thực hành, riêng ở một mình, xa lìa chốn ồn ào, vào các thiền định, tùy theo trí tuệ, nghe, hiểu, mà khen ngợi, đọc tụng, suy nghĩ để thử hỏi, nhưng các đức Như Lai đó đều không thể hiện sự tâm kiếp của ta, vì sao bị còn nương tựa vào nẻo hành hóa. Do đó nên biết, nếu các Bồ Tát vượt qua sự vướng chấp vào tất cả các hành, tức được thọ ký, nếu ta ở trong một kiếp hoặc ít hơn một kiếp để nói về danh hiệu của các đức Phật đó, cũng chẳng thể nói hết. Này Phạm Thiên, về sau ta được gặp Phật Nhiên Đăng, Thế Chư Đắc Pháp Nhẫn Vô Sinh, bây giờ đức Phật ấy thọ ký cho ta rằng, ông đến đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, gồm đủ 10 tôn hiệu, Như Lai ứng cúng trên biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, đường ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi ấy, ta đã vượt qua tất cả các hành, thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát sẽ bỏ chỗ chấp vào các tướng thì gọi là bố thí ba la mật. Có thể trừ diệt trừ các chỗ chấp về trì giới thì gọi là trì giới ba la mật. Không bị sáu trần lôi cuốn thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Xa lìa chỗ chấp vào các hành thì gọi là tinh tấn ba la mật. Không nhớ nghĩ về tất cả các pháp gọi là thiền định ba la mật. Có thể lãnh hội tánh vô sinh của các pháp gọi là trí tuệ ba la mật. Ta ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng để thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật như vậy. Này Phạm Thiên, ta từ lúc mới phát tâm Bồ Đề đến nay đã từng tu tập thực hành bố thí đối với cúng dường năm cành hoa ấy, tới trăm phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến dùng một mọi tán số ví dụ cũng không thể diễn đạt được. Ta từ khi mới phát tâm đến nay tỏ trì giới luật, thực hành hạnh đầu đà. Đối với việc không chấp vào chỗ diệt trừ giới thì trăm phần chẳng bằng một, cho đến dùng tán số thí dụ cũng không thể diễn đạt được. Ta từ khi mới phát tâm đến nay luôn nhẫn nhục hòa thuận. Đối với pháp nhẫn rút ráo thì trăm phần chẳng bằng một, cho đến dùng tán số thí dụ cũng không thể diễn đạt được. Ta từ khi mới phát tâm đến nay luôn siêng năng thực hành tinh tấn. Đối với việc tinh tấn không chấp giữ cũng không xả bỏ ấy thì trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không thể diễn đạt được. Ta từ khi mới phát tâm đến nay một mình ở nơi thiền định, đối với thiền định vô trụ này thì trăm phần chẳng bằng một, cho đến dùng toán số ví dụ cũng không thể diễn đạt được. Ta từ khi mới phát tâm đến nay
suy nghĩ luận xét về trí tuệ. Đối với trí tuệ không lý luận này, thì trăm phần chỉ bằng một, trăm ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến dùng toán số ví dụ cũng không thể sánh kịp. Này Phạm Thiên, do vậy ông nên biết, khi ấy ta đã thực hiện đầy đủ sự pháp Ba La Mật. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật? Đức Phật dạy, này Phạm Thiên, nếu không nhớ nghĩ về bố thí, không nương tựa vào giới và nơi giới luật, không phân biệt về nhẫn nhục, không chấp vào tinh tấn, không trú vào thiền định, đối với trí tuệ là không hai, đó thì đó gọi là thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Phạm Thiên lại hỏi, nếu thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật rồi, thì có thể làm đầy đủ những pháp gì nữa? Đức Phật bảo, nếu thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật rồi thì có thể đạt được đầy đủ nhất thiết trí. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật rồi thì có thể đạt đầy đủ nhất thiết trí? Đức Phật dạy, này Phạm Thiên, bố thí bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng, trì giới bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng, nhẫn nhục bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng, tinh tấn bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng, thiền định bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng, trí tuệ bình đẳng tức là nhất thiết trí bình đẳng. Do sự bình đẳng ấy bình đẳng với tất cả các pháp nên gọi là nhất thiết trí. Lại nữa này Phạm Thiên, nếu đạt đầy đủ các tướng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì gọi là nhất thiết trí. Này Phạm Thiên, như vậy thực hiện đầy đủ sáu pháp Ba La Mật tức là có thể đạt đầy đủ nhất thiết trí. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, làm thế nào để nhận biết là đầy đủ nhất thiết trí? Đức Phật dạy, này Phạm Thiên, nếu không chấp vào mắt, không chấp vào sắc, không chấp vào tai, không chấp vào tiếng, không chấp vào mũi, không chấp vào hương, không chấp vào lưỡi, không chấp vào vị, không chấp vào thân, không chấp vào xúc, không chấp vào ý, không chấp vào pháp, hoặc không chấp vào 12 nhập cả trong lẫn ngoài, thì gọi là đầy đủ nhất thiết trí. Ta đạt được đầy đủ nhất thiết trí như vậy, nên đối với mắt, sắc không còn chấp trước, đối với tai, thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, ý, pháp đều không còn chấp trước. Do vậy, nên Như Lai được gọi là bậc đạt nhất thiết trí với tri kiến vô ngại. Này Phạm Thiên, nhất thiết trí đối với pháp không chấp giữ, vì sao? Vì không có dụng công. Không dụng công tức là nghĩa không thật có. Nghĩa không thật có tức là nghĩa rỗng lặng như hư không. Đồng với tướng hư không là nhất thiết trí. Do đó đối với các pháp không còn chấp giữ, thọ nhận. Này Phạm Thiên, ví như tất cả sự tạo tác đều nhân nơi hư không. Mà hư không thì không có chỗ nương tựa. Cũng vậy các trí tuệ đều từ nơi nhất thiết trí mà sinh khởi. Nhờ nhất thiết trí thì không có chỗ nương tựa. Phạm Thiên bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn đại giáo nói về nhất thiết trí và nhất thiết trí ấy gọi là gì? Đức Phật dạy, này Phạm Thiên, tất cả nẻo hành là trí tuệ chân thật, chẳng phải là hàng thanh văn Bích Chi Phật có thể đạt đến, nên gọi là nhất thiết trí. Nhưng mà nẻo hành hóa có thể thành tựu thì gọi là nhất thiết trí, có khả năng trừ bỏ tất cả hí luận, động niệm gọi là nhất thiết trí. Những điều khuyên dạy, những sự phòng ngừa, cũng như các pháp được chúng sinh thi hành đều từ ở nơi ấy phát sinh, đây gọi là nhất thiết trí, đạt được trí tuệ của bậc thánh hoặc trí tuệ của bậc hữu học. Bậc vô học hay Bích Chi Phật đều từ nơi đó mà phát sinh, nên gọi là nhất thiết trí. Hành chân chánh gọi là nhất thiết trí. Có khả năng phân biệt về tất cả các loại thuốc gọi là nhất thiết trí. Có khả năng diệt trừ các bệnh cho chúng sinh gọi là nhất thiết trí. Thường ở trong thiền định gọi là nhất thiết trí. Mọi trí tuệ nơi thế gian và xuất thế gian đều từ đó phát sinh gọi là nhất thiết trí. Biết hoàn toàn về tất cả phương, tất cả tướng phương tiện của trí tuệ gọi là nhất thiết trí. Bây giờ Phạm Thiên Tứ Ích bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Trí tuệ của chư Phật Như Lai là rất sâu xa, tâm không có chỗ duyên tựa, mà biết được tâm và mọi nẻo hành hóa của tâm nên tất cả chúng sinh. Bạch Thế Tôn, nhất thiết trí có được công đức vô lượng như vậy thì thiện nam, thiện nữ nào mà chẳng phát tâm cầu đạo quả vô tận trên đại chánh giác? Bồ Tát Võng Minh bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát mong cầu lợi ích về công đức mà phát tâm Bồ Đề, thì không thể gọi là phát tâm Đại Thừa. Vì sao? Vì tất cả các pháp
không có lợi ích về công đức, do không có sự phân biệt đối đãi. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát không nên vì lợi ích nơi công đức để phát tâm Bồ Đề, mà chỉ vì tâm đại từ bi nhằm diệt trừ mọi khổ não của chúng sinh, nhưng không tự cho là cực nhọc, dốc phát sinh pháp thiện, giải thoát các kiến chấp sai lầm, diệt trừ các bệnh, xả bỏ chỗ tham đắm về ngã, không thấy có yêu ghét, không lệ thuộc vào pháp thế gian, chán ghét pháp hữu vi, an trú vào niết bàn để phát tâm Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không nên mong cầu sự báo đáp của chúng sinh, cũng không thấy có tạo tác và không tạo tác, là đối với sự khổ hay vui, tâm đều không điên đảo, loạn động. Bạch Thế Tôn, sao gọi là nhà thanh tịnh của Bồ Tát? Đức Phật dạy, này Bồ Tát Võng Minh, nếu Bồ Tát sinh vào nhà chuyển luân thánh vương, thì không gọi là nhà thanh tịnh. Nếu Bồ Tát sinh vào cõi trời đế tích hoặc phạm vương, cũng không gọi là nhà thanh tịnh. Tại nơi chúng sinh ra, thậm chí trong loài súc sinh mà không tự mình làm mất thiện căn, cũng lại khiến cho chúng sinh phát khởi thiện căn, thì đó là nhà thanh tịnh của Bồ Tát. Lại nữa, này Bồ Tát Võng Minh, tâm từ là nhà của Bồ Tát, vì tâm bình đẳng, tâm bi là nhà của Bồ Tát, vì tâm sâu xa, luôn nhớ nghĩ. Tâm hỷ là nhà của Bồ Tát, vì sinh pháp hỷ. Tâm xả là nhà của Bồ Tát, vì xả lìa tâm chấp. Không xả bỏ tâm Bồ Đề là nhà của Bồ Tát, vì không chấp giữ vào quả vị thanh văn hay Phật. Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sa Vấn. Quyển 1, quyển 2 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, để tất cả chúng sanh được trọn thành Phật đạo.